Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 158. Thiên Diêm nói, chuyện này thì không chắc, tuy rằng nhà họ Thiên chúng ta và đế quốc chỉ luôn đối địch, nhưng đều không đối chọi trực diện, cho nên, không ai biết đối phương còn có át chủ bài khác hay không. Diệp Quân im lặng. Đối với đế quốc và di tộc Thái Cổ này, thật ra hắn cũng không quá lo lắng, đối tượng đáng lo của hắn lúc này chính là chủ nhân bút đại đạo. Tình trạng của người này tuyệt đối là siêu việt so với đế quốc và di tộc Thái Cổ. Chủ nhân bút đại đạo sẽ làm gì tiếp theo? Diệp Quân cũng không biết. Im lặng một lát, Diệp Quân đột nhiên nở nụ cười. Mọi người đều nhìn Diệp Quân, Diệp Quân cười nói, các vị, chúng ta cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy, dù sao lần này, không phải bọn họ chết thì cũng là chúng ta chết, cứ dứt khoát cho xong. Đã đến lúc này, có nghĩ nhiều nữa thì cũng vô nghĩa. Dứt khoát cho xong. Trong điện, tất cả cường giả nhà họ Thiên cũng hăng hái nở nụ cười. Vì đã có trận chiến lúc trước, bởi vậy mà lần này tất cả cường giả nhà họ Thiên đều sục sôi tinh thần chiến đấu, sẵn sàng ra trận. Sau khi tan họp, Diệp Quân đi ra ngoài, lúc này, Thiên Liên lại bước tới, cô ta đi đến bên cạnh Diệp Quân, sau đó đưa cho Diệp Quân đèn thần trường minh. Trong tay, Diệp Quân nhìn Thiên Liên, cô ta nói, đây là thần khí tối cao của nhà họ Thiên chúng ta, có tác dụng che chở. Diệp Quân lại lắc đầu. Thiên Liên lại nói, bên trong có một linh hồn tổ tiên của nhà họ Thiên, thời khắc mấu chốt. Lúc trận pháp xuất hiện, mọi người có mặt đều tỏ vẻ nghiêm trọng. Đúng lúc này, một luồng sáng đột nhiên dọi thẳng xuống, trong chớp mắt đã chiếu vào đỉnh đầu Diệp Quân, hắn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị truyền tống vào ngay chính giữa trận pháp đó. Ngay lập tức, trận pháp chấn động mãnh liệt, ngay sau đó từng chuỗi xích sắt xuất hiện khóa chặt Diệp Quân tại chỗ. Thấy Diệp Quân đột nhiên bị nhốt, tất cả cường giả nhà họ Thiên đều biến sắc, Thiên Liên dẫn đầu xòe lòng bàn tay ra, đèn thần trường minh trong tay đột nhiên hóa thành một luồng lửa phóng lên cao, đâm thẳng về phía trận pháp kia. Âm đoàng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, trận pháp rung chuyển dữ dội, giống như một trận động đất lớn, vô số ánh lửa bắn ra từ trên không, quét sạch vạn vật. Trận pháp kia xuất hiện rất nhiều vết rạn, nhưng chúng đã phục hồi ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Thiên Liên tái đi, cô ta không ngờ rằng thần khí tối cao đèn thần trường minh của nhà họ Thiên lại không thể đả động gì đến trận pháp này. Mà đằng xa, đám người Thái Cổ Kinh của di tộc Thái Cổ thở hắt ra nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một chuỗi kiếm ngâm đột nhiên vang vọng ra từ sâu trong trận pháp kia, ngay sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Diệp Quân vung kiếm chém lên chuỗi xích sắt trước mặt mình. Ầm ầm, một luồng ánh sáng bùng nổ rạch ngang tầng không, cả trận pháp rung lên, ầm ầm, có vô số vết rạn xuất hiện nhưng cũng liền lại trong giây lát, cùng lúc đó. Từng luồng năng lượng đáng sợ đổ về từ bốn phía, bắt đầu điên cuồng đè ép hắn. Diệp Quân nheo mắt lại, hắn nhìn những phù văn đang chuyển động trước mặt, nhíu chặt mày, đây là trận pháp gì? Ở đằng xa, chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, trận pháp này cho dù cậu dùng sức mạnh của hư chân linh cũng không thể phá được. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía ông ta, không nhiều lời, thẳng tay vung kiếm chém một phát. Vu ti, một kiếm chém xuống, một luồng ánh sáng dài vạn trượng quét ngang va chạm vào những phù văn chứa đại đạo thần bí, sức mạnh kiếm đạo khổng lồ điên cuồng làm chấn động cả trận pháp, nhưng lại vẫn không thể phá tan trận pháp. Không chỉ như thế, trận pháp lại càng ngày trở nên vững chắc hơn. Con át chủ bài. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, cảm thấy hơi bất an, lẽ nào tên này vẫn còn át chủ bài thật sao? Sau đó chủ nhân bút đại đạo lại bật cười, hù dọa ta sao? Nói rồi ông ta quay đầu lại nhìn cơ chiến ở cách đó không xa. Cơ chiến gật đầu, tiến lên một bước, xòe lòng bàn tay ra, ấn đế vương bay lên từ lòng bàn tay. Sau khi chạm tới bầu trời, ấn đế vương bỗng tỏa ra hàng vạn tia sáng vàng, mấy vạn tia sáng vàng bỗng tụ lại một chỗ, sau đó ngưng tụ thành một chùm, trong ánh sáng vàng, một luồng khí tức vô cùng mạnh đột nhiên lan xuống từ trên trời như một tấm lưới. Cơ chiến là người mạnh nhất đế quốc, ấn đế vương là thần vật mạnh nhất trong đế quốc, lúc này con người và thần vật hợp nhất, khí tức uy lực bộc phát ra còn gây khó khăn cho vài cường giả cảnh giới giới ngoại. Lên! Đúng lúc này! Giọng của Thiên Liên bên dưới bỗng vang lên, sau đó đèn thần trường minh trong tay phải của cô ta bỗng hóa thành một vệt lửa phóng lên trời. Hướng thẳng về phía cơ chiến. Thiên Liên dùng hết sức để tấn công,
lúc này khí tức toát ra từ ngọn đèn thần trường minh đó cũng đạt đến mức vô cùng đáng sợ. Trận quyết đấu đỉnh cao của hai thần khí lớn. Ầm. Trên bầu trời thiên vực, một tiếng nổ chói tai vang lên, ngay sau đó vô số ánh lửa và thần quang tỏa ra từ khắp nơi cùng với vô số sóng khí thiêu đốt, Thiên Liên đột nhiên cảm thấy như bị giáng một cú thật mạnh, cả người liên tục lùi về sau cả vạn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng cô ta xuất hiện một vệt máu. Cơ chiến ở đằng xa lại không hề hấn gì. So với cơ chiến, thực lực của Thiên Liên vẫn còn kém xa. Cơ chiến không tấn công nữa mà quay đầu nhìn về phía tộc trưởng Vũ tộc và tộc trưởng Ô tộc cách đó không xa. Sau khi hai người im lặng một hồi lâu, tộc trưởng Ô tộc bỗng tiến lên một bước, ông ta xòe lòng bàn tay ra, một cây thần. Lúc này, tộc trưởng Vũ tộc cách đó không xa xòe tay ra, một tấm lệnh bài bay. Lên trời, chẳng mấy chốc một hư ảnh được ngưng tụ từ không trung. Tiên tổ Vũ tộc, sắc mặt các cường giả nhà họ Thiên bên dưới đều xa sầm. Họ biết lần này phải liều mạng rồi. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Thái Cổ Kình, Thái Cổ Kình im lặng thật lâu, thầm thở dài, mặc dù không muốn động đến con át chủ bài này nhưng ông ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Nhà họ Thiên chắc chắn sẽ lôi Diệp Quân chết cùng. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra một miếng ngọc bội ra, ngọc bội đó bay lên trời biến thành một tia sáng lơ lửng giữa không trung, sau đó một hư ảnh chậm rãi bước ra. Sau khi hư ảnh bước ra, uy lực khí tức cực kỳ đáng sợ đột nhiên lan ra từ xung quanh, trấn áp mọi thứ. Tiên tổ di tộc Thái Cổ. Năm đó tiên tổ di tộc Thái Cổ này là cấp 5 xúc chân giới ngoại. Cho dù là bây giờ cơ chiến của đế quốc cũng đều không thể so được. Sắc mặt các cường giả ở đó đều trở nên nghiêm trọng, cường giả ở cấp bậc này chưa từng xuất hiện ở vũ trụ này đã nhiều năm nay rồi. Sau khi xuất hiện, tiên tổ di tộc Thái Cổ nhíu mày, quay đầu nhìn chỗ Diệp Quân. Lúc nhìn thấy Diệp Quân, y sửng sốt. Diệp Quân nhìn tiên tổ di tộc Thái Cổ, không nói gì nhưng trong lòng lại dấy lên phòng bị. Nguy hiểm. Đây là cảm giác đầu tiên của y. Tiên tổ di tộc Thái Cổ nhìn Diệp Quân chằm chằm, tu kiếm à. Diệp Quân gật đầu. Tiên tổ di tộc Thái Cổ giơ một ngón tay ra, một tia kiếm y bỗng xuất hiện trên đầu ngón tay ông ta. Chính là kiếm y vô địch của Diệp Quân. Nhìn kiếm ý vô địch trên đầu ngón tay, ánh mắt tiên tổ di tộc Thái Cổ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thái Cổ Kình vội an ủi, sau đó vội vàng, kính chào tiên tổ. Nói rồi cường giả di tộc Thái Cổ đằng sau ông ấy cũng vội vàng hành lễ. Tiên tổ di tộc Thái Cổ phớt lờ tộc người di tộc Thái Cổ mà nhìn chằm chằm Diệp Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vậy bản thể của ông ta khủng khiếp đến mức nào? Nhưng chủ nhân bút đại đạo lại bật cười, không hổ là người đã chạm đến cấp 5, vẫn có mắt nhìn. Tiên tổ di tộc Thái Cổ nhìn chủ nhân bút đại đạo, lại nhìn Diệp Quân bị nhốt lại trong trận pháp ở cách đó không xa, im lặng không nói. Thái Cổ Kình do dự một lúc, sau đó nói, tiên tổ, Diệp Quân này là kẻ thù của tộc ta, mong tiên tổ tiêu diệt hắn giúp cho tộc. Câm miệng, tiên tổ di tộc Thái Cổ bỗng quay đầu lại nhìn Thái Cổ Kình. Chỉ nhìn một cái mà Thái Cổ Kình như rơi vào hầm băng. Thái Cổ Kình hơi ngây người. Một cường giả di tộc Thái Cổ ở đằng sau ông ta cũng ngây người, chuyện gì thế này? Tiên tổ di tộc Thái Cổ lại không có giải thích gì, ông ta xoay người nhìn Diệp Quân cách đó không xa, ngay sau đó xòe tay ra, tung mạnh một quyền. Thấy tiên tổ di tộc Thái Cổ ra tay, Diệp Quân híp mắt lại, vừa định rút kiếm ra. Nhưng lúc này hắn đột nhiên sửng sốt. Vì sức mạnh của tiên tổ di tộc Thái Cổ không phải đang hướng về phía hắn, mà là trận pháp đó. Cú đấm này như nghiền nát mọi thứ, sức mạnh cực lớn đánh vào trận pháp, sức mạnh đó lập tức đi vào trong trận pháp, tĩnh lặng hồi lâu. Thoáng chốc trận pháp đó bỗng phình to ra, sau đó mọi người nhìn thấy trận pháp đó bắt đầu bị nghiền nát và bị tiêu diệt từng chút. Phá trận. Sắc mặt chủ nhân bút đại đạo hơi khó coi. Nếu ông ta nói không được thì chắc chắn tên này sẽ đánh họ giúp Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo bật cười, không hổ là cường giả cảnh giới cấp 5 xúc chân, lợi hại. Tiên tổ di tộc Thái Cổ nhìn ông ta, không nói gì, đợi câu trả lời. Mặc dù trong lòng chủ nhân bút đại đạo không muốn, cũng chỉ có thể nói, được. Tiên tổ di tộc Thái Cổ gật đầu, cảm ơn. Nói rồi ông ta dẫn tất cả cường giả di tộc Thái Cổ biến mật ở tận chân trời. Tận cuối chân trời, Thái Cổ Kình nói, tiên tổ. Ngu ngốc,
Tiên tổ di tộc Thái Cổ đột nhiên quay lại và hét lên giận dữ khiến các cường giả di tộc Thái Cổ run lên như một tiếng sấm mùa xuân. Thái Cổ Kình run giọng nói, tiên tổ. Tiên tổ di tộc Thái Cổ lạnh lùng quay đầu Thái Cổ Kình, tranh giành của hai ngươi cũng là việc di tộc Thái Cổ ta có thể can thiệp. Cái tên ngốc nhà ngươi. Thái Cổ Kình. Tiên tổ di tộc Thái Cổ quay đầu lại nhìn thật sâu vào tận cuối tinh hà, từ giờ trở đi, dẫn tộc người của di tộc Thái Cổ tộc rời xa khỏi tinh hà vũ trụ này, đi được bao xa thì đi, đừng quay về nữa. Một cường giả tộc di tộc Thái Cổ cung kính nói, lịch người thứ hai đúng không? Tiên tổ, có phải ngươi biết lai? Tiên tổ di tộc Thái Cổ lắc đầu, ta không biết. Mọi người đều thấy ngờ vực. Tiên tổ di tộc Thái Cổ nhìn mọi người. Lẽ nào các ngươi không nhìn ta hai người họ đều là gian lận sao? Mọi người! Tiên tổ di tộc Thái Cổ lắc đầu, sao ta lại có đám con cháu ngu ngốc như các ngươi vậy chứ? Mọi người, trận chiến vào! Kể! Tiên tổ di tộc Thái Cổ quay đầu lại nhìn hướng thiên vực, khẽ nói, ở cấp bậc này không phải là thứ di tộc Thái Cổ chúng ta có thể can tị từ giờ phút này, Thái Cổ Kình không còn là tộc trưởng di tộc Thái Cổ nữa, sau này sẽ chọn một tộc trưởng khác. Sau này nếu trong tộc còn xuất hiện một tộc trưởng ngu ngốc như vậy mà dám gọi ta lần nữa, ta sẽ tự tay dòng dõi của mình. Mọi người! Thiên vực! Một người muốn rút lui, một người vẫn đứng đội như cũ. Tộc trưởng trụ tộc cười khẩy, vẻ mặt khiêu khích nhìn Diệp Quân. Ông ta đột nhiên hiểu Diệp Quân ở trước mắt cùng với chủ nhân bút đại đạo. Đó chắc chắn không bình thường nếu không thì thiên tổ di tộc Thái Cổ sẽ không làm như vậy. Nhưng ông ta cũng hiểu rút lui có nghĩa là gì, tuy rút lui tạm thời an toàn nhưng có thể mất đi phú quý ngập trời. Dù sao một khi rút lui thì có nghĩa là từ bỏ tất cả. Hơn nữa, lỡ như Diệp Quân cùng với chủ nhân bút đại đạo này không giữ chữ tín, quay lại báo thù thì lúc đó ông ta nói lý lẽ với ai? Vì vậy ông ta lựa chọn tiếp tục đánh cược, vì gia tộc của bản thân đánh cược vận mệnh tương lai của gia tộc. Chỉ cần thành công gia tộc có thể tiếp tục hưng thịnh chục nghìn năm. Con cháu đời sau cũng đều nhớ ông ta thì cũng xem như sống lại kiếp thứ hai, nếu như cược thua. Ông ta cũng không có tổn thất gì dù sao bản thể của ông ta cũng không ở đây. Ông ta sợ gì chứ? Diệp Quân nhìn tiên tổ của trụ tộc một cái, đối với sự khiêu khích của tiên tổ trụ tộc, hắn không để ý mà nhìn về phía tộc trưởng ô tộc. Ông ta đã chắp tay, Diệp công tử, nếu như được phép ô tộc ta sẽ không quan tâm đến, tất cả người của ô tộc ta lập tức rút đi, hơn nữa rời khỏi vũ trụ này. Vĩnh viễn không quay về. Suy nghĩ của ông ta không giống với tộc trưởng trụ. Ông ta nghĩ Diệp Quân này với chủ nhân bút đại đạo đều không phải người tầm thường, trụ tộc kẹp giữa bọn họ nhất định sẽ không có kết cục tốt, rút lui rời khỏi là an toàn nhất. Diệp Quân nhìn chằm chằm tộc trưởng ô tộc một lúc, nói, được. Tộc trưởng ô tộc chắp tay, đa tạ. Nói xong, ông ta lại nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, thực lực của các hạ và Diệp công tử phi phàm. Cuộc tranh đoạt như này không phải là cuộc tranh đoạt mà ô tộc ta có thể tham gia, vẫn mong các hạ tha thứ. Nói xong, ông ta dẫn theo một đám cường giả của ô tộc rời đi. Nhìn thấy tộc trưởng ô tộc dẫn đám người rời đi, những cường giả nhà họ Thiên có mặt tại đó lập tức thở phào nhẹ nhõm, bây giờ ô tộc và di tộc Thái Cổ rời đi chỉ còn lại đế quốc và trụ tộc, có gì phải sợ. Ở nơi không xa, sắc mặt hoàng đế cơ chiến của đế quốc vô cùng thâm trầm. Phát triển của sự việc quả thật khiến ông ta bất ngờ. Tiên tổ di tộc Thái Tổ vậy mà làm ra trò như vậy với ông ta. Ông ta ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở nơi xa, đạo huynh, hai đánh một chúng ta vẫn có phần thắng. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy vị tiên tổ này ông ta mới biết điều này rất khó. Tuy đối phương chỉ là một hồn ảo nhưng khí chất tỏa ra đã vượt qua ông ta. Còn mạnh hơn cả tiên tổ của di tộc Thái Cổ đó. Gọi tổ tông. Ngay lúc này, giọng của Thiên Diêm của nhà họ Thiên không xa đột nhiên vang lên. Lòng bàn tay của Thiên Liên mở ra, thần đèn trường minh trong tay đột nhiên hóa thành một luồng thần quang xông lên trời cho đến chân trời. Rất nhanh trong luồng thần quang đó một người đàn ông trung niên mặc hắc bào từ từ đi ra. Tiên tổ của nhà họ Thiên, Thiên Minh, khí tức của Thiên Minh không hề thua cơ thần. Sau khi tiên tổ của hai nhà ra, hai bên nhìn nhau một cái cuối cùng ánh mặt lại lần lượt nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo và Diệp Quân. Thiên Diêm kính lễ, sau đó lại huyền khí truyền âm nói lại nguyên nhân hậu quả của câu chuyện cho Thiên Minh. Khi biết được bây giờ Diệp Quân là gia chủ của nhà họ Thiên, Thiên Minh hơi ngơ người, ánh mắt của ông ta lại rơi trên người của Diệp Quân,
đánh giá Diệp Quân tỉ mỉ cũng không biết đã nhìn thấy gì, trong mắt ông ta đột nhiên lộ ra chút kỳ lạ. Mà ngoài xa ánh mắt của cơ thần lại đặt ở trên người chủ nhân bút đại đạo, ông ta nhìn chủ nhân bút đại đạo, trong mắt lộ ra chút kỳ lạ, tiếp đến sự kỳ lạ này. Miết thành chăm chú. Cơ thần quay đầu lại nhìn về phía Diệp Quân ở nơi xa, khi nhìn thấy Diệp Quân ông ta nhíu chặt mày. Cơ chiến hiển nhiên cũng sợ tiên tổ nhà mình nổi loạn, lập tức kể lại nguyên nhân hậu quả câu chuyện một lần, biểu thị đế quốc với nhà họ Thiên, cùng với Diệp Quân đã là không chết không ngừng nghỉ. Một lúc sau, cơ thần thu lại ánh nhìn gật đầu, vậy thì chiến đi. Nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được uy lực của hai nguồn khí tức vô cùng đáng sợ, cứ giống như từng ngọn núi cao đè ở lồng ngực vậy. Tất cả mọi người hoảng sợ. Hai người đã không ở thời không này nhưng hơi thở của bọn họ đã thông qua vô số thời không đến được nơi này, chỉ có. Biểu cảm của cơ chiến ngưng lại, vốn dĩ ông ta cho rằng khoảng cách chênh lệch bản thân chạm thật 3 phần không lớn so với 5 phần nhưng bây giờ xem ra đây quả thật là cách biệt một trời. Hai tay cơ chiến siết chặt, trong ánh mắt đầy sự kiên định, cho cơ chiến ông ta một thời gian nhất định, ông ta cũng có thể được chạm thật 5 phần. Cơ chiến thu suy nghĩ lại, ông ta quay đầu nhìn về phía một đám cường giả của nhà họ Thiên ở nơi không xa, ra tay. Ra tay. Ở sau lưng ông ta, tất cả cường giả tinh nhuệ của đế quốc đều lần lượt xông ran. Tiên tổ trụ tộc ở lại đó cũng đột nhiên nói, ra tay. Nói xong, ông ta xông ra ngoài trước. Thực lực của ông ta tuy không lớn mạnh như cơ thần cùng với thiên minh nhưng đó cũng không phải là người mà cường giả cảnh giới ngoại giới có thể so. Mục tiêu của ông ta không phải người khác mà là Diệp Quân ở nơi không xa. Nhìn thấy tiên tổ trụ tộc xông tới, hai mắt của Diệp Quân hơi híp lại, khoảnh khắc tiếp theo trong cơ thể của hắn đột nhiên xuất hiện vô số hư ảnh, hắn xông nhanh về phía trước, chém một kiếm mạnh. Vèo. Theo đó là một ánh kiếm bùng lên, tiên tổ trụ tộc đó bị đánh bay ra ngoài hàng vạn dặm, vừa mời dừng lại hy hồn của ông ta đã trở nên hư ảo đôi chút. Tiên tổ trụ tộc đột nhiên ngơ người. Mạnh như vậy sao? Sao có thể chứ? Diệp Quân đang muốn ra tay lần nữa nhưng lúc này một thần thứ khóa chặt hắn, Diệp Quân quay đầu lại nhìn chính là chủ nhân bút đại đạo. Lời còn chưa nói xong, đột nhiên biểu cảm của ông ta đơ ra bởi vì Diệp Quân đã hóa thành một cây kiếm chém mạnh về phía ông ta. Sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo thâm trầm, mẹ nó, không nói võ đức. Nói xong, ông ta phất tay áo vung lên, từng đường đạo ấn đột nhiên cuốn lốc xuất hiện, đối đầu với kiếm đó của Diệp Quân. Lúc này Diệp Quân có hư chân linh hộ thể vì thế thực lực của hắn đã vượt xa ban đầu, nhát kiếm này chém ở trên đường ấn đạo đó, người sau cản bản không chịu nổi sức mạnh kinh khủng chứa trong kiếm của hắn, vỡ nát nhưng chủ nhân. Bút đại đạo ở nơi không xa trước mặt hắn đã không thấy nữa. Đôi mắt của Diệp Quân hơi híp, đột nhiên hắn cảm thấy xung quanh tối sầm, tiếp đến thời không xung quanh giống như pháo hoa rực rỡ bắt đầu bắn lên. Sắc mặt của Diệp Quân trầm lại, đây là thuật thần thông gì vậy? Không có nghĩ nhiều, hắn chém mạnh một kiếm xuống. Ong! Nhát kiếm này vừa rơi xuống, tất cả vỡ nát. Thời không ở trước mặt hắn bị hắn cưỡng chế làm nứt là một đường cực lớn. Mà ngay tại lúc này, dường như hắn cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên. Nhìn cuối tầm nhìn có một ấn đạo vạn trượng đột nhiên rơi thẳng xuống, lúc đó. Xung quanh thời không đang ở ngay khoảnh khắc này đồng thời bùng cháy, vô số. Phù văn lưa từ xung quanh cuốn đến. Hướng về phía hắn. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong đạo ấn vạn trượng, biểu cảm của Diệp Quân nghiêm trọng, tên này quả nhiên đã hồi phục được một chút thực lực này ít nhất chạm 4 phần thật. Diệp Quân cũng không dám sơ suất, thúc giục huyết mạch phong ma trong cơ thể, chân phải đập mạnh một cái cả người hóa thành một kiếm quang màu đỏ xông lên trời. Ong! Tiếng sắc bén của kiếm vang khắp thời không này, tiếp đến kiếm quang đó mạnh mẽ đụng vào trên đạo ấn đó. Chủ nhân bút đại đạo mở tay ra, từng luồng đạo ấn chậm rãi bay từ lòng bàn tay ông ta lên, trong thiên địa chợt có vô số phù văn đạo ấn ngưng tụ lại. Đạo và pháp của ông ta trước giờ không giống người khác, thuộc về đạo ngoài đạo, hơn nữa chỉ cần là ông ta xuất đạo pháp thì có thể nghiền ép tất cả đạo và pháp hiện hữu. Hoàn toàn áp chế. Trong thiên địa, vô số phù văn cuối cùng hội tụ vào trong đạo ấn, trong đó lập tức bùng nổ ra một lồng uy thế đáng sợ. Áp chế hoàn toàn uy thế kiếm đạo mà Diệp Quân đang tỏa ra. Đối mặt với chủ nhân bút đại đạo, Diệp Quân tất nhiên không dám khinh thường chút nào, ba loại sức mạnh huyết mạch trong cơ thể sôi lên sùng sục, nhờ đó mà hơi thở toàn thân hắn lập tức tăng lên cuồn cuộn.
Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, hôm nay ông đây dạy ngươi làm người. Dứt lời, đạo ấn trong tay ông ta đột nhiên bay ra, lao thẳng đến chỗ Diệp Quân. Trong mắt Diệp Quân lóe lên một tia sáng đỏ ngầu, thân hình run lên, hóa thành một luồng kiếm chém ra. Dưới sự bổ trợ của ba loại sức mạnh huyết mạch, chiêu kiếm này của Diệp Quân có thể nói là ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, nơi kiếm lao qua, thời không từng tấc đổ nát, vụn vỡ. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, khu vực thời không nơi đây đột nhiên hóa thành một màu đen kịt. Trong thời không tối đen, hai loại sức mạnh điên cuồng đấu đá, ánh kiếm cùng vô số đạo pháp đan chồng vào nhau, cắn xé, phá vỡ, hủy diệt, vô cùng khủng bố. Một vài cường giả cảnh giới giới ngoại thấy được cảnh này thì sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị, bởi vì khu vực thời không mà Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo đang đứng vô cùng nguy hiểm, cho dù là bọn họ cũng không dám bước vào tùy tiện. Mà lúc này, các cường giả nhà họ Thiên và đế quốc cũng đang điên cuồng đại chiến với nhau, hai bên đều giết đến mức đỏ mắt. Cũng may là do đang đánh nhau ở sân nhà nên tuy nhân số của nhà họ Thiên không chiếm ưu thế, nhưng trong thiên vực vẫn còn một vài trận pháp sử dụng được. Nhờ trận pháp bổ trợ nên dù nhà họ Thiên đối mặt với sự vây công của đế quốc và các tộc vẫn không rơi xuống thế hạ phong, nhưng hai bên đều đã tổn thất nặng nề. Bên trong thời không đặc biệt kia, Diệp Quân điên cuồng vung kiếm trong tay. Lên, từng luồng ánh kiếm như mưa rào đổ xuống chủ nhân bút đại đạo. Mà giờ khắc này, chủ nhân bút đại đạo cũng đã học khôn, không cứng trọi cứng với Diệp Quân nữa, ông ta bắt đầu câu giờ, bởi vì ông ta biết Diệp Quân ở trạng thái này không thể chịu đựng quá lâu, dần dà, không cần ông ta ra tay thì hẳn cũng tự phế bỏ bản thân. Diệp Quân cũng ý thức được điều này, bởi vậy thế công của hẳn dữ dội hơn cả lần trước, một chiêu liên tiếp một chiêu, nhờ sự bổ trợ của hư chân linh và sức mạnh huyết mạch. Hắn đã có thể khống chế được chủ nhân bút đại đạo, thế nhưng không thể đánh chết được ông ta. Hắn liếc nhìn ra bên ngoài, lúc này tổ tiên nhà họ Thiên và tổ tiên đế quốc đang đại chiến với nhau, hai người họ đánh nhau còn kịch liệt hơn cả hắn và chủ nhân bút đại đạo, nhưng cũng không thể phân rõ thắng thua chỉ trong thời gian ngắn, bởi vì cảnh giới của cả hai đều ngang nhau. Diệp Quân thu hồi ánh mắt, lại nhìn sang chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo nhìn ra được ý đồ của Diệp Quân. Cười nói, muốn giết ta à? Vậy ngươi nghĩ đẹp quá rồi. Diệp Quân không nói nhảm, cơ thể hắn run lên, trực tiếp hóa thành một lồng ánh kiếm giết tới. Chủ nhân bút đại đạo phất tay áo lên, một luồng ánh sáng đại đạo hiện ra, còn bản thân ông ta thì liên tục lùi về sau, cách xa Diệp Quân. Bây giờ ông ta chỉ chú tâm một chuyện, câu giờ. Cố gắng câu giờ đến lúc Diệp Quân chết. Mà đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất. Nhưng mục tiêu không phải ông ta, sắc mặt chủ nhân bút đại đạo đột nhiên thay đổi, bởi vì Diệp Quân đã rời khỏi khu vực thời không này, lao thẳng về phía tổ tiên trụ tộc. Sắc mặt của tổ tiên trụ tộc đang đại chiến với các cường giả nhà họ Thiên lập tức thay đổi, lão ta nhanh chóng xoay người tung quyền, mà đúng lúc này, kiếm của Diệp Quân đã chém tới. Ầm ầm, tổ tiên trụ tộc lập tức bị đánh bật ra xa vạn trượng. Sau khi tổ tiên trụ tộc dừng lại thì ngơ ngác. Lão liếc nhìn cơ thể đã trở nên hơi mờ ảo của mình, sau đó lại nhìn Diệp Quân, mẹ kiếp, tên trẻ tuổi này mạnh vậy à? Diệp Quân không hề dừng lại, mà tiếp tục đâm kiếm tới. Nếu không làm gì được chủ nhân bút đại đạo, vậy thì đánh những tên yếu hơn vậy, tên chủ nhân bút đại đạo kia có thể câu giờ, nhưng hắn không thể chịu được lâu, trước tiên phải giải quyết mấy cao thủ đứng đầu trước, giảm bớt áp lực cho. Nhà họ Thiên. Mẹ nó. Thấy cảnh này. Chủ nhân bút đại đạo giận dữ, ông ta không thể không xông về phía Diệp Quân, bởi vì ông ta biết, một khi không có ai kiềm chế Diệp Quân thì hiện tại hắn có đủ năng lực để tùy ý giết chết bất cứ ai. Dưới sự bổ trợ của hư chân linh, thực lực bây giờ của Diệp Quân đã quá nghịch thiên, cường giả cảnh giới giới ngoại bình thường căn bản không thể chống lại hắn. Chủ nhân bút đại đạo lại lần nữa vọt đến chỗ Diệp Quân, nhưng lúc ông ta chạy tới kịp thì đã có thêm một cường giả cảnh giới giới ngoại bị Diệp Quân đánh phế. Chỉ một kiếm mà thân thể của cường giả cảnh giới giới ngoại kia đã lập tức bị chém nát. Cảm nhận được hơi thở của chủ nhân bút đại đạo phía sau, Diệp Quân xoay. Người chém thêm một kiếm, kiếm quang xé rách tất cả, chém nét cả đạo ấn của chủ nhân bút đại đạo, sức mạnh to lớn chấn kinh, khiến chủ nhân bút đại đạo phải lùi xa liên tục. Sau khi đẩy lùi chủ nhân bút đại đạo, Diệp Quân lại xoay người chém đến một tên cường giả cảnh giới giới ngoại của đế quốc cách đó không xa. Nhìn thấy Diệp Quân chém kiếm tới, cường giả giới ngoại của đế quốc kia lập tức sợ đến mức hồn bay phách lạc,
gã sao có thể đối đầu với Diệp Quân. Thế là lập tức đạp chân, liên tục thối lui về phía sau, tránh xa khỏi Diệp Quân. Diệp Quân cũng không đuổi theo gã, mà quay người nhắm đến một cường giả cảnh giới giới ngoại của đế quốc khác, lần này tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, lúc tên cường giả kia phản ứng lại được thì Diệp Quân cũng đã giết tới trước mặt gã, vung mạnh một kiếm xuống. Cường giả đế quốc kia hốt hoảng, lúc này không thể lui được nữa, chỉ có thể dùng một thần vật trong tay để chắn trước mặt. Ầm ầm, một luồng ánh kiếm bộc phát, tên cường giả đế quốc kia lập tức bị đánh bay. Ra ngoài, trong lúc bay ngược ra đó, thân thể gã từng tấc nổ tung. Uy thế của một kiếm mà đã khủng bố đến vậy. Diệp Quân đột nhiên xoay người, từng luồng đạo ấn đã bay tới trước mặt hắn. Diệp Quân đâm ra một kiếm. Oanh! Đạo ấn rung lên kịch liệt rồi lập tức vỡ vụn ầm ầm, chủ nhân bút đại đạo liên tục thối lui. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về chủ nhân bút đại đạo ở cuối tầm mắt, lúc này chủ nhân bút đại đạo đã nhìn chòng chọc vào hắn. Diệp Quân, ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu? Ông ta biết, bây giờ Diệp Quân chắc cũng đã sắp đến cực hạn rồi. Diệp Quân hít một hơi thật sâu, chuôi kiếm trong tay hắn rung lên kịch liệt, từng tiếng kiếm ngân không ngừng vang lên khắp không trung. Kiếm khát vọng chiến đấu. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, không hề phí lời mà lập tức biến mất tại chỗ. Xoẹt! Ánh kiếm xé rách thời không lao đến. Chủ nhân bút đại đạo ở phía xa híp mắt lại, ông ta siết chặt nắm tay, phù ấn đại đạo lăng lế ngưng tụ, nhưng đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên thay đổi phương hướng, giết thẳng về phía cường giả cảnh giới giới ngoại của đế quốc ở phía xa. Mỗi lần hắn đánh phế một cường giả cảnh giới giới ngoại, áp lực của nhà họ Thiên sẽ được giảm đi một phần. Mà đúng lúc này, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, sắc mặt lạnh lẽo, ông ta đột nhiên đập mạnh một quyền về phía hắn, cú đấm này được bọc bởi vô số phù văn, bắn ra như sấm chớp, lao thẳng về phía Diệp Quân. Ầm ầm. Sức mạnh của hai người vừa va phải nhau, mảnh thời không ở chỗ họ lập tức bị phá nát. Chủ nhân bút đại đạo vẫn kém hơn một chút, tất cả phù văn đạo ấn đã bị vỡ vụn, sức mạnh bùng lên đã chấn ông ta lùi về sau liên tục, còn Diệp Quân thì lập tức nhảy về phía bên phải để giết người. Ami, xuất! Một cường giả cảnh giới giới ngoại của đế quốc lại bị một kiếm của Diệp Quân chém, mà ngay sau đó, thanh kiếm đã xuyên thẳng qua trán gã, lập tức xóa sổi. Cường giả cảnh giới giới ngoại đó ngã xuống. Khi dừng lại thì chủ nhân bút đại đạo nhìn thấy được cảnh này, sắc mặt lập tức đen xì lại, ông ta phát hiện trong lúc Diệp Quân điên cuồng chiến đấu thì thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Cực hạn của tên này ở đâu? Ông ta biết bây giờ Diệp Quân căn bản không thể chịu đựng được nhiều sức mạnh hư chân linh như vậy, nhưng cực hạn của hắn ở đâu thì ông ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Phía xa, sau khi Diệp Quân chém chết một cường giả cảnh giới giới ngoại xong thì đột nhiên quay phát đầu sang nhìn Cơ Chiến, thấy Diệp Quân nhìn mình, Cơ Chiến lập tức lạnh người, ban nấy ông ta đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng khi Diệp Quân chém giết cường giả giới ngoại của đế quốc ông ta. Vào khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo đã biết có chuyện chẳng lành. Khí tức hỗn loạn lúc nãy của tên này là do hắn đã cố ý làm vậy, chó chết, mình chỉ mới sơ suất một chút mà tên này đã. Mặc dù ông ta đã phát hiện rất nhanh và cũng đã lên tiếng nhắc nhở, nhưng cũng đã quá muộn rồi, mười mấy cường giả cảnh giới ngoại giới đã lao tới trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân đột ngột ngẩng đầu lên, lao về phía trước, rút kiếm ra chém. Xoẹt! Chém xong nhát này, một luồng kiếm quang trắng tinh đột ngột xuất hiện giữa đất trời. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, mười mấy gã cường giả cảnh giới ngoại giới lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trong đó có ba cường giả cảnh giới ngoại giới bị đánh đến mức thịt nát xương tan, thần hồn tan thành từng mảnh. Một nhát chém giết chết ba cường giả cảnh giới ngoại giới. Cảnh tượng này lập tức khiến cho mọi người đang ở trong sân sợ hãi. Phía xa, khi chủ nhân bút đại đạo nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt ông ta lập tức trở nên khó coi, tên nhóc này xấu xa hệt cha hắn vậy. Diệp Quân từ từ ngẩng đầu lên nhìn Cơ Chiến ở đằng xa. Thấy Diệp Quân nhìn mình, vẻ mặt Cơ Chiến lập tức thay đổi rồi theo bản năng lùi về phía sau một bước, vừa bước lui xong ông ta lập tức nhận ra có gì đó không đúng, quả nhiên, các cường giả nhà họ Thiên đang ở phía xa lập tức phá lên cười. Đánh đến bây giờ, có thể nói rằng sĩ khí của đám cường giả nhà họ Thiên mỗi phút mỗi giây đều đang tăng vọt, còn cách nào đâu chứ, Diệp Quân đánh thật sự quá hay. Một kiếm giết chết ba cường giả cảnh giới ngoại giới.
Dù có là tộc trưởng thiên hợp cũng không có thực lực này. Vẻ mặt Cơ Chiến trở nên cực kỳ khó coi, ông ta biết, ngay vào lúc ông ta lùi lại, sĩ khí của bọn họ đã lập tức tuột dốc không phanh. Lúc này, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên lên tiếng, mọi người đồng loạt xông lên. Mọi người! Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, hiện tại hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Nghe thấy chủ nhân bút đại đạo nói thế, vẻ mặt đám người Cơ Chiến lập tức sa sầm, chết tiệt, vừa nãy ông cũng nói thế. Kết quả là gì? Chủ nhân bút đại đạo lại nói tiếp, tên nhóc này không phải là người thích nói nhảm, hiện tại hắn lại nói nhiều đến vậy, thì việc hẳn sắp chết là điều không thể nghi ngờ. Chúng ta đồng loạt xông lên, nhất định sẽ có thể giết chết hắn. Mọi người đều im lặng. Diệp Quân cười phá lên, tên chó đại đạo, ông nói đúng, đúng là ta sắp chết rồi, tới đây, mau giết ta đi. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, cậu đừng có giỡn mặt với ta, cậu vừa thò mông ra ta đã biết cậu định làm cái quái quỷ gì rồi. Diệp Quân cười nói, thế ông tới đây đi. Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng vung ý kiếm, mấy chục hoa kiếm xuất hiện. Tất cả mọi người trong sân đều đang nhìn Diệp Quân. Hiện tại Diệp Quân vẫn bình chân như vậy, không có vẻ gì là nỏ mạnh hết đà cả. Không ai dám cử động. Thiên Diêm nhìn Diệp Quân một cái, không nói gì nhưng lại tỉnh bơ đi tới sau lưng Diệp Quân. Ông ta cần phải suy nghĩ thêm, nếu Diệp Quân vẫn còn sức thật thì hắn sẽ không nói nhiều đến vậy, rõ ràng là. Có lẽ Diệp Quân đã thực sự đến giới hạn. Nhưng cường giả bên phía chủ nhân bút đại đạo ắt cũng biết đạo lý này, nhưng không có ai dám đánh cược cả. Dù gì Diệp Quân cũng đã giả vờ một lần, ai mà biết lần này hắn có giả bộ nữa không? Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân chăm chăm, giả bộ, cậu giả bộ tiếp ta xem. Vừa nói ông ta vừa bước lên trước một bước, xòe lòng bàn tay ra, một đạo ấn lặng lẽ ngưng tụ. Vẻ mặt chủ nhân bút đại đạo cũng rất khó coi, sức mạnh đạo ấn ông ta đang ngưng tụ thực sự quá yếu. Đạo ấn bể tan tành. Chủ nhân bút đại đạo bay ra bên ngoài hàng vạn thước dưới ánh mắt của mọi người. Vừa mới dừng lại, cơ thể chủ nhân bút đại đạo đã nứt toát ra, máu tươi chảy ra. Thấy cảnh này, Diệp Quân thầm nghĩ thật đáng tiếc, hắn chỉ định một phát chém nứt đầu chủ nhân bút đại đạo. Máu tươi trong cổ họng định trào ra ngoài, nhưng lại bị hẳn gượng ép nuốt xuống. Nhìn thấy chủ nhân bút đại đạo bị Diệp Quân một phát chém bay, một đám cường giả đế quốc và trụ tộc đều tỏ ra kiêng dè, mẹ kiếp. May là hồi nãy không ra tay, không thì không chết cũng tàn phế. Mặc dù chủ nhân bút đại đạo bị một kiếm của Diệp Quân đánh trọng thương, nhưng ông ta vẫn cười rộ lên, Diệp Quân, người vẫn có thể chém thêm một kiếm nữa không? Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người Diệp Quân, tất cả cường giả đế quốc và trụ tộc đều nhìn chằm chằm Diệp Quân. Vào lúc này, ánh mắt họ không còn vẻ kiêng dè nữa, mà tràn đầy ý định giết người. Bởi vì họ đã cảm nhận được. Hiện tại Diệp Quân thực sự đã đến cực hạn. Đám cường giả nhà họ Thiên cũng nhận ra được điều này, vội vàng canh giữ bên cạnh Diệp Quân. Diệp Quân từ từ nhắm mắt lại, đúng như suy đoán của mọi người, hiện tại hắn thực sự đã tới cực hạn, sức mạnh của mười mấy hư chân linh thực sự quá mạnh mẽ, vừa rồi hắn đã vắt kiệt cơ thể lẫn thần hồn của chính hắn, đánh tới bây giờ, hắn cảm thấy cơ thể lẫn thần hồn của hắn như sắp vỡ nát vậy. Hắn biết. Nếu hắn lại sử dụng sức mạnh hư chân linh đó nữa, có lẽ hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức. Chủ nhân bút đại đạo lau máu nơi khóe miệng, giết. Vào lúc này, các cường giả đế quốc và trụ tộc không còn do dự chút nào. Nữa, lập tức lao tới chỗ Diệp Quân và đám cường giả nhà họ Thiên. Tất cả cường giả đồng loạt lao về một hướng, từng. Đợt khí tức cường đại lao, nhanh đến như dòng nước lũ. Thiên Diêm đứng cạnh Diệp Quân gắn giọng nói. Bảo vệ tộc trưởng. Dứt lời, ông ta lập tức đốt cháy thân thể và linh hồn, sau đó xông lên. Những cường giả nhà họ Thiên đứng bên cạnh ông ta cũng lần lượt đốt cháy thân thể và linh hồn mình. Giờ phút này, không một ai còn do dự nữa, trên mặt chỉ còn lại sự quyết tâm. Trận đại chiến bắt đầu. Lần này, cuộc chiến giữa hai bên không chỉ ác liệt hơn lần trước mấy lần, mặc dù nhà họ Thiên không chiếm ưu thế. Nhưng sức chiến đấu của bọn họ không hề thua kém đế quốc và di tộc Thái Cổ. Ngược lại, sau khi tất cả mọi người cùng đốt cháy thân thể lẫn linh hồn mình, có thể nói sức chiến đấu của bọn họ thể hiện ra vượt xa lúc bình thường. Vào lúc này, Diệp Quân vô cùng khó chịu. Sức mạnh đang cắn trả. Trận chiến vừa rồi khiến hẳn như muốn phát điên và kiệt sức về cơ thể lẫn thần hồn,
mà hiện tại, toàn bộ chúng đang cắn trả lại hắn. Cảm giác đó, cực kỳ khó chịu. Hắn cảm thấy cơ thể mình đang muốn nổ tung. Nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng, nếu hắn ngã xuống, thì đó chính là một đòn chí mạng vào sĩ khí của người nhà họ Thiên. Hắn hít vào một hơi thật sâu, tay phải nắm chặt ý kiếm, dùng sức mạnh ý chí cực đại cưỡng ép đương đầu với sức mạnh căn trả đó. Mà ở phía xa, chủ nhân bút đại đạo cũng đang trị thương, hai nhát kiếm trước đó của Diệp Quân đã khiến ông ta bị trọng thương. Ông ta càng nghĩ càng bực bội. Mẹ kiếp! Ông ta không ngờ rằng sẽ có một ngày ông ta bị tên nhóc đó đánh bị thương. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, vẻ mặt xa sầm đáng sợ. Như đã cảm nhận được ánh mắt của chủ nhân bút đại đạo, Diệp Quân cũng ngẩng đầu lên nhìn ông ta, bốn mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Diệp Quân cũng thấy bực bội, tên chủ nhân bút đại đạo chó má này cũng đã hại hắn rất nhiều. Nếu không có ông ta, hắn đã có thể phát triển rất tốt, đã có thể vô địch vũ trụ này từ lâu, con mẹ nó. Ngay vào lúc này, Diệp Quân đột ngột quay đầu lại, chợt nhìn thấy hàng ngàn lồng kim quang đang lao thẳng tới chỗ hắn từ phía xa. Người ra tay là Cơ Chiến. Cơ Chiến ngoan cường nhìn chăm chăm Diệp Quân, trong ánh mắt là ý muốn giết chóc đầy lạnh lùng. Mà vào ngay lúc này, một bóng dáng xinh đẹp chợt xuất hiện trước mặt Diệp Quân, người vừa đến là Thiên Liên, cô ta giơ cao thần đèn Trường Minh đang cầm trong tay lên, điên cuồng thúc giục thần đèn Trường Minh, từng tia sáng chiếu ra ngoài, xông thẳng tới chỗ Cơ Chiến. Cơ Chiến vung tay đập nát con dấu đế vương, hai thần khí tối cao mạnh mết, ầm, vô số ngọn lửa và kim quang phóng ra, luồng sức mạnh khổng lồ ấy lập tức đánh lùi Diệp Quân và Thiên Liên về phía sau. Mặc dù Cơ Chiến cũng bị đẩy lùi nhưng ông ta đã nhanh chóng dừng lại được, vừa mới dừng lại, ông ta đã lập tức lao về phía Diệp Quân. Lúc này, khí tức của Cơ Chiến đã tăng lên một cách bất thường, ít nhất đã là xúc chân cấp 4. Chủ nhân bút đại đạo cũng hơi khiếp sợ, thực lực của kẻ này sao đột nhiên lại tăng mạnh như vậy. Ở phía xa, Thiên Liên trước mặt Diệp Quân cũng phát hiện ra sự nguy hiểm, cảm nhận thấy trên người Cơ Chiến tỏa ra khí tức khủng khiếp. Vẻ mặt cô ta trở nên nghiêm trọng chưa từng có, nhưng nửa bước cũng không lui, bảo vật của nhà họ Thiên trong tay cô ta, đèn thần Trường Minh rung động kịch liệt. Mà trực giác bảo cô ta, lúc này cô ta căn bản không ngăn được một đòn của Cơ Chiến. Nhưng cô ta vẫn không lùi bước. Cô ta nắm đèn thần Trường Minh rồi bước ra phía trước một bước, đèn thần Trường Minh trong tay và bản thân bốc cháy cùng một lúc. Người và đèn đồng thời hiến tết ầm. Khí tức của Thiên Liên đột nhiên điên cuồng tăng vọt, ở giữa chân mày cô ta, một ngọn đèn hiện ra, ngay sau đó, lửa thần Trường Minh vô cùng vô tận xông ra, uy áp mạnh mẽ nhất thời quét qua toàn bộ thiên vực. Lửa thần Trường Minh, đây là đòn mạnh nhất của đèn thần Trường Minh, thời khắc này thực lực của Thiên Liên căn bản không đủ, cưỡng ép phát động lửa thần Trường Minh, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ sắc mặt của cô ta đã trắng bệch như tờ giấy, vô cùng yếu ớt. Lửa thần Trường Minh vô cùng vô tận mới vừa xuất hiện, vùng thời không trước mặt cô ta hóa thành một biển lửa, Cơ Chiến đang xông tới cũng bị nhấn chìm trong đó. Nhưng trong nháy mắt, trong vùng lửa thần đó, một chùm tia sáng đỏ như màu máu đột nhiên phóng lên cao, sức mạnh mạnh mẽ xé rách vùng lửa thần đó, ngay sau đó, Cơ Chiến cầm một dấu ấn máu lao thẳng về phía Thiên Liên. Thấy cảnh tượng này, đôi mắt của Thiên Liên chậm rãi khép lại, vào giờ phút này, cô ta đã không thể nào phát động đèn thần Trường Minh trong tay nữa, chỉ có chờ chết. Nhưng ngay lúc này, một luồng sức mạnh đột nhiên bao lấy cô ta, ném cô ta ra xa mấy vạn trượng. Cô ta mở hai mắt ra, chỉ thấy Diệp Quân ở phía xa bỗng chém mạnh một kiếm về phía Cơ Chiến. Vào giờ phút này, Diệp Quân cũng thiêu đốt thân xác, sức mạnh huyết mạch và thần hồn của mình. Ầm. Giờ phút này những cường giả nhà họ Thiên đều đã quên mất sống chết. Mỗi người đều như vừa được truyền máu, chiến lực của mỗi người gần như đều phát huy tốt quá mức bình thường. Tiếp tục đánh như vậy sẽ cực kỳ bất lợi đối với đế quốc. Ông ta biết, không thể tiếp tục như vậy nữa. Ánh mắt của Cơ Chiến lại tập trung vào trên người Diệp Quân là nòng cốt, chỉ cần giết Diệp Quân, nhà họ Thiên lập tức sẽ sụp đổ rồi tan rã. Nghĩ đến đây, ông ta không do dự nữa, ánh mắt tập trung vào dấu ấn màu đỏ máu. Thật ra ông ta vẫn luôn không cho dấu ấn nhận ông ta làm chủ, bởi vì ông ta vẫn rất e sợ cường giả thần bí giới ngoại, nhưng giờ phút này, ông ta đã không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Tên Diệp Quân này không chết, đế quốc vĩnh viễn không có ngày tháng yên bình. Ông ta mở lòng bàn tay ra,
dấu ấn màu đỏ máu kia đột nhiên hóa thành một lồng huyết quang cắm vào giữa chân mày ông ta, mà lần này, ông ta không ngăn cản nữa, để mặc cho dấu ấn màu đỏ máu tiến vào trong thức hải. Đùng! Bên trong thân thể cơ chiến, khí tức màu đỏ máu đột nhiên thoát ra khỏi cơ thể ông ta, khí tức của ông ta vào giờ khắc này lại điên cuồng tăng vọt lần nữa. Xúc chân cấp 5. Giờ khắc này, khí tức của ông ta dâng nhanh như lũ lụt vậy, quét hết bốn phía, chấn áp tất cả. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, lần lượt nhìn về phía cơ chiến. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm cơ chiến rồi cau mày. Bản thân cơ chiến cũng hơi choáng váng, cảm nhận thấy sức mạnh khủng khiếp kia trong cơ thể mình, ông ta bối rối một lát sau đó điên cuồng cười lớn. Sức mạnh. Luồng sức mạnh kia mặc dù không thuộc về ông ta, nhưng giờ phút này đã nằm trong tay ông ta. Cảm nhận thấy sức mạnh mạnh mẽ trong cơ thể, cơ chiến chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa, ông ta cười lớn, đừng nói Diệp Quân giờ phút này đã kiệt sức, cho dù Diệp Quân đang ở trạng thái đỉnh cao, ông ta cũng có thể tiêu diệt chỉ bằng một tay. Ở phía xa, Thiên Liên đi tới bên cạnh Diệp Quân, hắn thấy khí tức của Thiên Liên mạnh bất thường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng cô ta lại càng kiên quyết hơn. Ở sau lưng cô ta, sắc mặt của một số cường giả nhà họ Thiên cũng hơi khó coi. Bọn họ cũng không ngờ cơ chiến lại đột nhiên trở nên khủng khiếp như vậy. Diệp Quân. Thanh âm của cơ chiến đột nhiên vang lên từ phía xa, ông ta chậm rãi đi về phía Diệp Quân, giờ phút này, ông ta tự tin hơn bao giờ hết, không phải ngươi rất giỏi đánh nhau sao? Lại đến đi. Bên cạnh Diệp Quân, Thiên Liên đứng ở trước mặt Diệp Quân, nhưng rất nhanh, cô ta đã bị Diệp Quân kéo về phía sau. Xúc chân cấp 5. Khí tức ông ta tỏa ra còn khủng khiếp hơn cả Diệp Quân lúc ở thời kỳ đỉnh cao. Bị khí tức của cơ chiến bao phủ, giờ phút này Diệp Quân đã không thể nào hô hấp, đôi mắt hắn dần dần khép lại, vào giờ khắc này đất trời bất chợt trở nên yên tĩnh. Ở phía xa, chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, ông ta không còn nghĩ đến việc thực lực của cơ chiến tăng lên nữa, bây giờ trong đầu ông ta chỉ có một ý nghĩ, đó chính là ông ta sắp thắng. Bởi vì giờ khắc này Diệp Quân căn bản không thể nào chống lại cơ chiến, Diệp Quân chỉ có hai lựa chọn, một là đầu hàng nhận thua, hai là bị cơ chiến đánh chết. Cho dù là lựa chọn nào, chủ nhân bút đại đạo cũng thắng. Chỉ cần thắng, ông ta sẽ có thể khôi phục thực lực. Mà ngay lúc này, Diệp Quân ở phía xa đột nhiên mở hai mắt ra, tất cả mọi người ở thiên vực nghe lệnh ta, giúp ta một tay. Dứt lời, hắn giơ cao ý kiếm trong tay. Âm thanh như sấm vang quét qua toàn bộ thiên vực. Ta nguyện giúp tộc trưởng. Bên trong thiên vực, từng thanh âm liên tục vang lên rồi trầm xuống. Trong phút chốc, sức mạnh tín ngưỡng vô cùng vô tận từ toàn bộ thiên vực tập hợp lại, tràn vào trong cơ thể Diệp Quân. Sức mạnh tín ngưỡng. Nếu là trước kia, Diệp Quân căn bản không thể nào trong thời gian ngắn mà thu được sức mạnh tín ngưỡng của nhà họ Thiên, nhưng bây giờ, hắn chiến đấu cho nhà họ Thiên. Hắn đã có được sự công nhận của người nhà họ Thiên, vì vậy, có thể nói là một người hô hào vạn người hưởng ứng. Trong khoảnh khắc, trật tự tín ngưỡng của Diệp Quân lại xuất hiện lần nữa, uy áp của kiếm đạo tín ngưỡng chống lại sức mạnh uy áp do cơ chiến giải phóng. Diệp Quân chém xuống một kiếm thật mạnh, ầm, chỉ một kiếm, huyết quang tỏa ra trên người cơ chiến đã vỡ nát, cả người ông ta bị đánh bay ra ngoài mấy trăm ngàn trượng. Diệp Quân, ở phía xa. Chủ nhân bút đại đạo hét lên, cậu sử dụng sức mạnh tín ngưỡng. Nói đến đây, ông ta đột nhiên ngừng lại, bởi vì ông ta ý thức được, thứ Diệp Quân vận dụng không phải là sức mạnh tín ngưỡng của vũ trụ quan huyên, mà là của thiên vực, và việc người khác sử dụng sức mạnh của thiên vực, dường như không hề phạm quy. Mặc dù như vậy, nhưng ông ta vẫn phải mắng. Chủ nhân bút đại đạo tức giận nói, cậu lại lợi dụng sức mạnh tín ngưỡng, cậu không biết xấu hổ. Ông ta không ngờ đây mới là con át chủ bài nhất của Diệp Quân. Mặc dù hiện tại sức mạnh tín ngưỡng của các cường giả thiên vực giờ phút này vẫn chưa thuần khiết lắm, nhưng đó vẫn là sức mạnh tín ngưỡng, mà bản thân Diệp Quân chính là kẻ tu luyện đạo trật tự. Giờ phút này hắn có những thứ sức mạnh tín ngưỡng này góp sức, gần như trong nháy mắt đã sống lại. Dẫu sao, các cường giả thiên vực đều mạnh hơn các cường giả vũ trụ quan huyên, điều này bù đắp rất nhiều cho khuyết điểm của sức mạnh tín ngưỡng không thuần khiết. Chỉ một kiếm, Diệp Quân đã chém bay cơ chiến, nhưng thân xác của chính hắn cũng tan nát trong nháy mắt. Diệp Quân chỉ còn lại linh hồn, hắn cũng không để ý đến linh hồn hư ảo của mình, mà quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo cách đó không xa. Thấy Diệp Quân tới,
chủ nhân bút đại đạo chợt thấy có gì đó không ổn, người này muốn giết ta. Thế nhưng, Diệp Quân lại không ra tay. Lúc này mặc dù hắn đã tập hợp được vô số sức mạnh tín ngưỡng, thế nhưng, hắn căn bản không dám vung kiếm, bởi vì bây giờ hắn chỉ còn lại linh hồn, mà linh hồn của hắn còn vô cùng yếu ớt, căn bản không chịu nổi một lần vung kiếm của hắn. Bây giờ hắn mới thật sự đã đạt tới cực hạn của mình. Diệp Quân nhìn cơ chiến ở phía xa, lúc này, linh hồn cơ chiến cực kỳ yếu ớt, giữa chân mày ông ta nổi lên một dấu ấn màu đỏ máu. Thấy cơ chiến, chân mày Diệp Quân cau lại, theo lý mà nói, một kiếm vừa rồi hẳn phải hoàn toàn giết chết đối phương. Nhưng mà, đối phương lại còn sống. Ánh mắt Diệp Quân chú ý vào dấu ấn màu đỏ máu giữa chân mày cơ chiến, là vấn đề của dấu ấn. Cơ chiến đang định nói thì ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền ra từ bên trong dấu ấn, phế vật. Dứt lời, dấu ấn đó rung lên kịch liệt, ngay sau đó, một đạo hư ảnh lặng lẽ ngưng tụ từ trong đó, một khắc sau, linh hồn của cơ chiến kia bỗng trở nên hư ảo trong suốt. Một bầy kiến hôi. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn cơ chiến bị đoạt xác, vẻ mặt kinh ngạc. Cường giả thần bí này là ai? Tổ tiên đế quốc vậy mà lại bị một quyền đánh nát. Lúc này đây, người của hai bên đều mơ màng, tuy cường giả thần bí này đánh tổ tiên đế quốc, nhưng cường giả nhà họ Thiên cũng lộ vẻ mặt đề phòng, vì câu nói vừa rồi của tên kia không phải chỉ nói đế quốc, mà là tất cả mọi người ở đây. Diệp Quân nhìn cường giả thần bí trước mắt này, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Chủ nhân bút đại đạo nhìn cường giả thần bí kia, cũng nhíu mày lại. Cường giả bí ẩn chậm rãi nhắm mắt lại, ông ta siết chặt nắm tay, một lồng uy thế đang sợ chợt bao trùm khắp toàn bộ thiên vực. Tất cả mọi người lập tức nghẹt thở, mọi người hoảng hốt. Diệp Quân cũng vô cùng khiếp sợ, thực lực của cường giả thần bí này có chút vượt quá nhận thức của hắn. Quá khủng bố. Hơn nữa đối phương còn không phải bản thể, ông ta chỉ dùng một cách đặc biệt để đã khống chế cơ chiến, nói cách khác. Đối phương căn bản không ở đây. Nếu là bản thể đến. Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là chi viện của tên chủ nhân bút đại đạo này mời tới. Nhưng khi thấy vẻ mặt nghi hoặc của chủ nhân bút đại đạo, hắn phải nhíu mày lại, lẽ nào đồ chó này cũng không biết tên kia. Vậy ông ta mọc ra từ đâu? Cường giả thần bí đột nhiên mở mắt ra, ông ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, người chính là chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo nhìn đối phương, người biết ta. Cường giả thần bí đánh giá chủ nhân bút đại đạo một lượt rồi nở nụ cười. Năm đó ta nghe nói ngươi cũng là một nhân vật không tầm thường, không ngờ ngươi lại kém cỏi như thế. Quả là làm người ta quá thất vọng. Chủ nhân bút đại đạo, cường giả bí ẩn hít một hơi thật sâu, ánh mắt của ông ta chợt trở nên dữ tợn. Đột nhiên, ông ta giương khẽ hai tay lên, trong phút chốc, toàn bộ dung nham sâu TNG mặt đất chợt sôi lên ủng ục rồi phóng lên trời, cao tận mấy triệu trượng. Những dung nham này còn mang theo một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, tất cả cột lửa dung nham phóng lên trời, đâm thẳng vào sâu trong tinh không, ngay sau đó, tất cả linh khí vùng vũ trụ này lập tức bị một luồng sức mạnh đáng sợ nuốt chửng. Không chỉ như vậy, mà tất cả linh khí của các sinh linh này đều bị cưỡng chế rút ra. Tất cả mọi người đều hoang mang. Phệ linh đạo. Đúng lúc này, chủ nhân bút đại đạo ở phía xa đột nhiên cả kinh nói, người đến từ đại hư trong truyền thuyết. Ồ, người bí ẩn kia quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, cười nói, người cũng biết nơi đó à, đúng là có tài. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm đối phương, ta với ngươi không thù không oán. Cũng không phải ông ta sợ đối phương, chủ yếu là ông ta cảm thấy không cần phải đối đầu với tên kia, như ông ta nói, giữa bọn họ không thù không oán. Người bí ẩn kia cũng nở nụ cười, sao thể, ngươi sợ à? Ha ha! Chủ nhân bút đại đạo. Người thần bí cười khẩy, các ngươi đều chạy không thoát. Nói rồi, ông ta nhấc khế hai tay lên, một kết giới thần bí chợt bao trùm lấy tất cả mọi người nơi đây, ngay sau đó, tất cả mọi người đều cảm giác được linh khí trong cơ thể mình bắt đầu không tự chủ được tuôn ra, bị hút về phía những cột sáng dung nham kia. Mẹ kiếp! Chủ nhân bút đại đạo giận tím mặt, bởi vì đối phương còn cướp đoạt cả linh khí của ông ta nữa, ông ta đang định ra tay nhưng chợt nghĩ đến gì đó, ông ta đột nhiên quay về phía Diệp Quân, tên khốn kiếp, máu dùng tín ngưỡng của ngươi đánh ông ta đi. Diệp Quân liếc mắt sang, không nói gì. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí, lúc này linh khí của tất cả mọi người ở đây đều đang bị tên kia cưỡng chế cướp đoạt,
mà họ đều không thể phản kháng được. Nếu như hắn không có sức mạnh tín ngưỡng thì hắn cũng không thể phản kháng lại được, nhưng lúc này nhờ có tín ngưỡng bổ trợ nên sức mạnh thần bí kia không thể khống chế được hắn. Nhưng hắn cũng không chắc có thể đánh lại được đối phương, dù sao thì bây giờ hắn đang trong trạng thái trọng thương. Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, không nói gì, thế nhưng chủ nhân bút đại đạo đã ý của Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía người thần bí, lúc này đây, tên kia cũng đang nhìn ông ta và Diệp Quân, trong mắt tràn ngập sự khiêu khích. Chủ nhân bút đại đạo nói, ra tay. Vừa dứt lời, ông ta lập tức hóa thành từng luồng đạo ấn xông lên, bắn thẳng về phía người thần bí kia. Ông ta vốn định liên thủ với tên thần bí này, nhưng phát hiện đối phương cũng là một loại không coi ai ra gì, chỉ là một phân thân thôi mà đã khinh thường người khác như vậy, nếu bản thể xuất hiện thì ông ta còn đường sống không? Mẹ kiếp, đáng chết! Nhìn thấy Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo cùng ra tay, người thần bí kia chỉ nở nụ cười, trong đó tràn ngập vẻ xem thường. Ông ta giương tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng đè xuống, trong phút chốc, một cái ấn máu từ trong lòng bàn tay ông ta đột ngột bắn thẳng xuống. Ầm ầm, ấn máu vừa hạ xuống, Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo trong nháy mắt bị đánh bay, ngay sau đó, hai luồng sáng đỏ bao trùm lấy Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo, Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo đồng thời bị trấn áp ngay tại chỗ. Diệp Quân cầm kiếm trong tay, sức mạnh tín ngưỡng trong cơ thể không ngừng tuôn ra, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đỡ lại luồng sáng đỏ kia, không chỉ thế, thân hồn vừa khôi phục được một chút lại vì một kiếm vừa rồi mà bị trọng thương, trở nên vô cùng mờ ảo. Ở phía chân trời, tên thần bí kia khinh thường nhìn Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo, chỉ thế thôi à? Luồng sáng vàng kia vừa tiếp xúc với ấn máu đã ầm ầm vỡ vụn, sức mạnh to lớn lại lần nữa đánh văng ông ta ra ngoài. Căn bản không phải là đối thủ. Phía xa, Diệp Quân nhìn thấy tình cảnh này thì sắc mặt trầm xuống, nếu hắn không bị thương, còn ở trạng thái đỉnh cao thì dựa vào sức mạnh tín ngưỡng vẫn có thể đánh được một trận với đối phương, nhưng bây giờ hắn chỉ lực bất tòng tâm. Diệp Quân quay đầu nhìn xung quanh, linh khí của mọi người đều đang bị điên cuồng cướp đoạt, không chỉ mọi người ở đây mà toàn bộ linh khí khắp vũ trụ này cũng đều đang bị cướp đoạt tàn nhẫn. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí, trong lòng tràn ngập nghỉ hoặc, tên này chạy từ đâu đến? Bên trên bầu trời xanh thẳm, người thần bí liếc nhìn chủ nhân bút đại đạo vừa bị đánh bay, lắc đầu, ngươi còn kém hơn cả ta nghĩ. Danh tiếng của ngươi là ba. Hoa chích chòe hết à. Chủ nhân bút đại đạo cả giận nói, mẹ nó ngươi không thấy sức mạnh đạo pháp của ta bị phong ấn à? Hả? Người thần bí liếc ông ta một cái, không bị phong ấn thì ngươi cũng kém. Chủ nhân bút đại đạo. Người thần bí xòe tay ra, ấn máu kia trở lại lòng bàn tay ông ta, nhìn ấn màu đó. Ông ta như nghĩ đến điều gì mà đột nhiên trở nên dữ tợn. Phía xa, chủ nhân bút đại đạo nhìn xuống Diệp Quân, tên khốn kia, ngươi có đánh được không? Diệp Quân liếc mắt nhìn ông ta, ông nghĩ sao? Chủ nhân bút đại đạo do dự một chốc rồi nói, ta có thể giúp ngươi khôi phục thần hồn và thân thể. Diệp Quân có chút kinh ngạc, chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, không nói lời nào. Tất nhiên Diệp Quân hiểu ý của chủ nhân bút đại đạo. Trước tiên giải quyết người này. Chủ nhân bút đại đạo gật gật đầu, ông ta xòe tay ra, một đạo ấn ngưng tụ trong tay, tay trái ông ta bấm quyết, đạo pháp thiên địa, vạn pháp tự nhiên, dẫn đạo tụ thần. Dứt lời, ông ta bấm tay một cái, chiếc đạo ấn kia đột nhiên hóa thành một luồng sáng bay đến chỗ Diệp Quân. Lồng sáng kia chui vào giữa hàng mày hắn, trong phút chốc, vô số sức mạnh đạo pháp từ trong thiên địa hội tụ đến. Bắt đầu cuồn cuộn hội tụ lại chữa trị cho thần hồn Diệp Quân. Diệp Quân bỗng cảm nhận được toàn thân có một luồng sức mạnh bát ngát đang cuộn trào. Chẳng mấy chốc, thần hồn hắn đã được chữa trị thần tốc, không chỉ thế, thân thể hắn cũng được đắp nặn lại một lần nữa. Thấy cảnh này, người thần bí ở phía chân trời liếc mắt nhìn chủ nhân bút đại đạo, cười nói, đạo ngoại đạo. Xem ra ngươi cũng chẳng phải thứ vô tích sự lắm. Mặt chủ nhân bút đại đạo đen kịt như màu than. Trước giờ ông ta đối mặt với nhà họ Dương cũng chưa bị nhục nhã thế này. Con bà nó. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Bên kia, thân xác lại vỡ nát khiến Diệp Quân phải hít vào một hơi, cảm nhận được mình đã đi đến giới hạn. Mỗi lần hắn rút kiếm đều gây thương tổn đến thể xác và linh hồn, khiến cái trước không chịu nổi mà vỡ ra, cái sau thì cũng ngấp nghé. Đã không có Thanh Huyền trong tay,
nếu tiếp tục tấn công nữa thì thân hồn hắn cũng không còn. Diệp Quân nhìn lên, thấy trên trời cao đang tụ lại một vùng linh khí vô tận như biển. Hắn hỏi chủ nhân bút đại đạo, ông còn giấu bài gì không đấy? Ông ta chỉ liếc xéo hắn. Thế là hắn biết lão chó già này nhất định còn gì đó chưa tung ra. Chủ nhân bút đại đạo chỉ khinh thường nhìn sang, thế là Diệp Quân cũng ngậm miệng, hai người mặc cho người bí ẩn kia tiếp tục cướp đoạt linh khí. Diệp Quân là không thể ra tay, còn chủ nhân bút đại đạo là vì đang đề phòng hẳn, vì ông ta vẫn xem Diệp Quân là kẻ địch chủ yếu. Người bí ẩn thấy cả hai đứng im như phỗng thì bật cười, ta từng nghe chủ nhân bút đại đạo là kỳ nhân bậc nhất thế gian, không chỉ khống chế đạo pháp mà còn cai quản đại đạo bên ngoài. Hôm nay gặp mặt, nào ngờ chỉ là một tên lừa bịp, thất vọng vô cùng. Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo không nói lời nào. Người bí ẩn mặc kệ ông ta, nhưng thôi, người trên đời hầu hết đều là hạng mua danh trục lợi mà. Người đi đi, đi. Diệp Quân giải cả người. Vãi ò, thằng cha này nói cái qué gì đấy? Muốn thả chủ nhân bút đại đạo đi là thế nào? Chủ nhân bút đại đạo thoáng sửng sốt nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều mà xoay người. Đúng lúc đó, người bí ẩn lại hỏi, có biết vì sao ta thả ngươi không? Chủ nhân bút đại đạo tiếp tục bước đi, người bí ẩn nói, vì ngươi không xứng. Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo dừng lại. Người bí ẩn cười rộ lên, quả thật không xứng. Chủ nhân bút đại đạo đối mặt gã, cười nói, xem ra ta đã cho mi đủ thể diện rồi. Thân thể ông ta bốc cháy, quỳnh, khí tức hùng hậu hội tụ lại từ bốn phương, đốt cháy cả đạo và pháp. Diệp Quân nheo mắt, nhận ra lão chó già này đang chuẩn bị liều mạng thật. Đạo pháp của chủ nhân bút đại đạo vốn không thuộc về thế giới này, nên một khi thiêu đốt thì đạo pháp của TH này lại chịu không nổi, toàn bộ trật tự bắt đầu tan vỡ thành từng mờ. Những ngọn lửa đạo pháp ùa tới như thủy triều. Nụ cười đọng lại trên mặt người bí ẩn. Chủ nhân bút đại đạo gắn giọng, đập gã ra bã cho ta. Rồi hóa thành một ngọn lửa sáng rực phụt tới. Đúng là liều mạng. Ông ta vốn định giữ chiêu này lại để đối phó Diệp Quân. Ai mà biết thằng danh con ấy còn giấu cái gì trong tay chứ? Bên kia, chủ nhân bút đại đạo lao tới như một quả cầu lửa. Người bí ẩn cảm nhận được sức mạnh của ông ta thì không dám xem thường, vung tay gọi huyết ấn hóa thành huyết lôi giáng xuống. Duỳnh! Tiếng nổ đinh tai vang lên, lửa và sấm sét đồng thời bùng nổ liên tục, cuốn phăng đi hết thẳng, hất tung hai đối thủ đi. Lực xung kích ập đến chỗ Diệp Quân, TSL lập tức đứng ra, dùng sức mạnh còn lại điều khiển trường minh thần đang ngăn cản từng đợt sóng. Người nhà họ, Thiên cũng nhanh chóng chạy tới bảo vệ Diệp Quân. Phát hiện linh hồn mình mờ đi, người bí ẩn trông khó chịu ra mặt. Chiêu vừa rồi của chủ nhân bút đại đạo đã khiến gã trọng thương. Lại còn có đạo pháp năm ngoài thế giới này trấn áp gã. Gã mở miệng, xem ra ta đã khinh thường ngươi. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chủ nhân bút đại đạo nghe vậy thì máu nóng lên đầu, ra vẻ con bà mày. Rồi mặc kệ thương tích của bản thân mà lại lao tới. Mang theo một cột lửa như sấm chớp. Người bí ẩn nheo đôi mắt đầy sát khí, tay cầm huyết ấn hóa thành nắm đấm vung tới. Cú va chạm trời long đất lở, lửa và máu tuôn ra như thác, sức mạnh bùng nổ lan tràn khắp nơi. Chủ nhân bút đại đạo dừng lại, tiếp tục tấn công người bí ẩn. Thật sự liều mạng với nhau. Diệp Quân thấy cảnh này thì mắt nhảy liên hồi, cảm thấy ban nãy mà chủ nhân bút đại đạo dùng chiêu này với hắn thì hắn đã không chịu được rồi. Giấu bài cũng sâu ghê. Mà hắn biết sở dĩ ông ta không dùng nó là vì đang ngại hắn cũng còn giấu bài, hơn nữa ngay từ đầu vẫn để lại một mắt đề phòng cơ chiến nên vẫn chưa thật sự tung hết sức. Nào ngờ bây giờ chủ nhân bút đại đạo lại bị người bí ẩn nhòm ngó đến. Nếu đây là nơi vắng vẻ thì ông ta còn có thể nhịn cho qua, nhưng trước mặt Diệp Quân thì tuyệt đối không. Bằng không sẽ trở thành trò cười cả đời. Sống trên đời này, có ai lại chẳng muốn giữ thể diện. Diệp Quân lại vội vàng chữa thương, hạ quyết tâm lát nữa giết người bí ẩn, sau diệt chủ nhân bút đại đạo. Bên kia, chủ nhân bút đại đạo như quả cầu lửa tấn công người bí ẩn. Người sau có ưu thế về sức mạnh, nhưng người trước đã mặc kệ sống chết, hai bên lưỡng bại câu thương. Bên phe đế quốc cũng không hiểu gì. Trước tiên, cơ chiến đã chết. Không có thủ lĩnh nên chúng đi không được, ở cũng không xong, chỉ còn chút hy vọng gửi gắm cho chủ nhân bút đại đạo. Người nhà họ Thiên cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này,
nhưng họ chỉ cần biết Diệp Quân không sao là được. Bọn họ vây hắn vào giữa, muốn đụng đến hắn thì phải vượt qua họ trước. Chủ nhân bút đại đạo vẫn còn đang tấn công người bí ẩn. Sức mạnh hai bên như núi lửa dâng trào khiến cường giả giới ngoại cũng không dám lại gần. Một hồi sau, chủ nhân bút đại đạo hết sức. Linh hồn ông ta mờ ảo như khói, không nhờ có cái ấn giữa trán thì đã sớm bị hủy diệt. Người bí ẩn cũng không ổn lắm, linh hồn mờ ảo, khí tức hỗn loạn, rõ ràng đã trọng thương. Hai bên đều chịu thiệt. Những tầm mắt đầy sát ý phóng về phía người bí ẩn. Gã phát giác được thì cười, hôm nay ta tha chết cho ngươi. Rồi giơ cao huyết ấn, tụ tập linh khí rồi di chuyển ra xa. Chủ nhân bút đại đạo thấy vậy thì la lên với Diệp Quân bản thể đấy. Ngăn lại. Bản thể, Diệp Quân giật mình, bỏ dở chữa thương mà đuổi theo, bỗng hắn dừng lại. Thấy hắn nhìn mình, chủ nhân bút đại đạo thoáng sững người, gì? Ngươi nghĩ ta còn chiêu gì à? Diệp Quân, ông cũng đuổi theo. Thiên vực, cường giả nhà họ Thiên, đế quốc và các cường giả trụ tộc đối mặt nhau từ phía xa, hai bên nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch, dương cung bạt kiếm. Nhưng lại không hề ra tay. Hiện giờ đứng đầu nhà họ Trụ là tiên tổ của trụ tộc, sắc mặt ông ta giờ đang vô cùng khó coi, vốn tưởng là một bàn cờ đã nắm chắc phần thắng, bây giờ lại thành ra như vậy. Cục diện bây giờ có phần bất lợi với bọn họ. Tiên tổ nhà họ Thiên liếc nhìn đám người đế quốc, cuối cùng ánh mắt ông ta dừng lại trên người tiên tổ trụ tộc, nếu bây giờ trụ tộc rút lui, nhà họ Thiên ta sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa. Chỉ cần trụ tộc rời đi, nhà họ Thiên sẽ có lợi thế rất lớn trước đế quốc, bởi vì linh hồn tiên tổ của đế quốc đã biến mất, nhưng ông ta vẫn còn, có thể nói, chỉ cần trụ tộc rút lui, nhà họ Thiên nhất định sẽ giành thắng lợi trong trận chiến này. Nghe tiên tổ nhà họ Thiên nói vậy, một đám cường giả đế quốc lập tức biến sắc, đồng loại nhìn tiên tổ trụ tộc, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Nghe thấy lời của tiên tổ nhà họ Thiên, tiên tổ trụ tộc lại cười lớn, ta thừa nhận, lần này trụ tộc ta đã liều lĩnh chọn phe, quả thực có phần mạo hiểm, nhưng như vậy thì sao? Trụ tộc ta thắng được cũng thua được, tiên tổ nhà họ Thiên ta nói cho ông biết, trụ tộc ta tuyệt đối sẽ không lật lọng, làm một kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ, hôm nay, trụ tộc ta sẽ cùng đế quốc đồng sinh ra tử. Nhà họ Thiên các người có bản lĩnh thì tới diệt trụ tộc ta đi. Nghe tiên tổ trụ tộc nói vậy, trong lòng đám cường giả đế quốc lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn một đám cường giả nhà họ Thiên, trong mắt lửa giận ngút trời. Tiên tổ nhà họ Thiên cũng có phần bất ngờ, nhưng rất nhanh ông ta lại mỉm cười, vậy thì chiến đấu thôi. Chuyện đã tới nước này, hai bên ngoại trừ ngươi chết ta sống, cũng đã không còn đường nào khác rồi. Tiên tổ trụ tộc nói, chúng ta đánh tới mức ngươi chết ta sống thì có ý nghĩa gì? Kết quả cuối cùng không phải còn chờ xem Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo sao? Tiên tổ nhà họ Thiên trầm mặc. Tiên tổ trụ tộc cười nói, có lẽ chẳng bao lâu nữa bọn họ có thể phân thắng bại rồi, đợi xem sao. Tiên tổ nhà họ Thiên ngẩng đầu lên nhìn phía cuối chân trời, vậy đợi thử xem. Thiên Diêm do dự một lát rồi nói, tiên tổ, nếu tộc trưởng thắng. Ta hy vọng hắn và Thiên Liên có thể vì nhà họ Thiên ta sinh ra. Đại trưởng lão, Thiên Liên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thiên Diêm, sắc mặt có phần trắng bệch. Thiên Diêm không dám nhìn vào ánh mắt của cô ta, ông ta thấp giọng thở dài, nhà đầu, ta biết không ai thích bị ép buộc. Ta cũng không muốn làm những chuyện như thế này, nhưng cô nên biết rằng đây là một lựa chọn tốt nhất với nhà họ Thiên ta. Tiên tổ nhà họ Thiên lại lắc đầu, ngươi sai rồi. Thiên Diêm nhìn tiên tổ nhà họ Thiên nói, vị Diệp công tử này hiện giờ qua lại với nhà họ Thiên ta, quý là ở sự thẳng thắn, nếu bây giờ nhà họ Thiên bắt đầu tính kế, thì sẽ chỉ lợi bất cập hại. Hơn nữa, nhà họ Thiên ta đứng giữa trời đất, dám nhận là đường đường chính chính, há lại hy sinh phụ nữ trong tộc mình để giành lấy lợi ích. Thiên Diêm nhìn tiên tổ nhà họ Thiên. Tiên tổ nhà họ Thiên tiếp tục nói, nếu như bọn họ lưỡng tình tương duyệt, đó tất nhiên là chuyện tốt. Nếu hai bên đã không có tình cảm vậy làm bạn bè là được rồi. Dứt lời, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Thiên Liên, nhớ kỹ, hãy làm theo. Trái tim mình, thích chính là thích, nhà họ Thiên không cần một người phụ nữ phải đi hy sinh bản thân mình, nếu thực sự có chuyện đó, nhà họ Thiên này bỏ đi cũng được. Thiên Liên hành lễ thật sâu, rõ. Con cháu của nhà họ Thiên có mặt ở đây cũng đồng loạt hành lễ, vẻ mặt cung kính. Ánh mắt Thiên Diêm lóe lên một tia phức tạp, tâm nhìn của mình. Thực sự quá hạn hẹp rồi.
Tiên tổ nhà họ Thiên ngẩng đầu lên nhìn phía chân trời, trong mắt hiện ra sự lo lắng. Khoảng một khắc sau, Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo đã tới thần quảng giới ngoại. Lúc này, ở sâu bên trong tòa thần quảng giới ngoại, từng luồng linh khí khủng bố đang không ngừng tràn ra, những linh khí này đã trở thành vật chất, ngưng tụ lại thành khí lưu, bao trùm lấy cả trời đất này. Thấy cảnh này, sắc mặt chủ nhân bút đại đạo vô cùng u ám, ông ta muốn phá phong ấn, đi. Dứt lời, ông ta đi về phía trước, nhưng đi được hai bước ông ta lại dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Quân, đồ xảo trá, cậu sẽ không giở trò sau lưng ta đấy chứ. Chủ nhân bút đại đạo đi tới trước cánh cửa máu, ông ta đánh giá qua cánh cửa máu này rồi đột nhiên cau mày, mật ấn. Đạo pháp của mật tông. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, mật tông gì? Chủ nhân bút đại đạo lạnh giọng nói, không phải cậu rất thông minh sao? Đoán thử xem L. Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên duỗi một ngón tay ra, rất nhanh, cánh cửa máu khẽ chấn động, ngay sau đó, cánh cửa máu từ từ mở ra hai bên, vừa mở ra, một luồng lệ khí và hận ý ngập trời như thủy triều cuồn cuộn lao tới. Diệp Quân phất tay áo lên, sức mạnh huyết mạch trào dâng, trực tiếp hấp thụ toàn bộ chỗ hận ý và lệ khí đó. Chủ nhân bút đại đạo mặc dù không ra tay, nhưng đám lệ khí và hận ý đó lại không thể đến gần ông ta. Hai người đi vào bên trong cánh cửa máu, vừa bước vào, một bức tượng Phật khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo. Bức tượng Phật đó cao khoảng trăm trượng, khắc từ đá lớn mà thành, hai tay chắp lại trang nghiêm. Phía dưới bức tượng có một người đàn ông áo đen đang ngồi đó, dưới thân người đàn ông áo đen có khắc một ký tự khổng lồ. Trước mặt người đàn ông áo đen còn trôi nổi một linh hồn hư ảo, chính là linh hồn của cơ chiến. Hiển nhiên, người đàn ông áo đen ngồi đó mới là bản thể chân chính của ông ta. Chủ nhân bút đại đạo nhìn bức tượng Phật đó, hai mắt khẽ nheo lại, Phật sống mật tông. Sao có thể? Diệp Quân quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo liếc nhìn hẳn, sao, muốn biết à? Cầu xin ta đi, cậu cầu xin ta rồi ta sẽ nói cho. Diệp Quân trực tiếp cắt đứt lời ông ta, đánh lại được cô ta không? Chủ nhân bút đại đạo. Xa xa, luồng hư ảnh đó đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo, ông ta mỉm cười, muốn ngăn cản ta sao? Thật nực cười, thật nực cười. Dứt lời, ánh mắt ông ta dừng lại trên người chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo, phải nói rằng kiến thức của ông quả thực rất rộng, ngay cả Phật sống mật tông mà cũng biết. Nhưng biết nhiều thì cũng có tác dụng gì? Vẫn không phải yếu đuối như một tên phế vật hay sao? Chủ nhân bút đại đạo giận dữ chỉ vào hư ảnh, con mẹ nó. Ông ngạo mạn cái gì? Hả? Hư ảnh mỉa mai nói, vô năng sủa loạn. Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo tức giận tới mức một quyền đánh mạnh về phía hư ảnh, nhưng sức mạnh của ông ta còn chưa tới gần hư ảnh đã biến mất không còn dấu vết. Thấy cảnh này, chủ nhân bút đại đạo sửng sốt. Hư ảnh mỉa mai nói, phế vật. Chủ nhân bút đại đạo. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại, bởi vì hắn phát hiện có điểm gì đó không đúng, Phật ấn mà người đàn ông áo đen ở cách đó không xa ngồi lên đang dần trở lên ảm đạm. Tên này sắp thoát ra ngoài rồi. Tay phải Diệp Quân nắm chặt ý kiếm, đang định ra tay thì lồng hư ảnh đột nhiên cười lớn, tiếng cười như sấm rền. Lúc này sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo trở lên vô cùng khó coi. Trong cơ thể người đàn ông áo đen đang ngồi xếp bằng đột nhiên tràn ra một luồng khí tức cực kỳ khủng bố, chỉ là một luồng khí tức mà lại khiến cho Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo hít thở không thông. Bây giờ hai người đã trực tiếp bị chấn áp. Sắc mặt của Diệp Quân nghiêm túc, luồng khí tức này. Đừng nói là trạng thái hiện giờ của hắn, cho dù là trạng thái đỉnh cao của hắn cũng đánh không lại. Chủ nhân bút đại đạo chợt lui về phía sau, muốn chạy, nhưng một giây sau, một luồng khí tức trực tiếp khóa chặt ông ta lại. Hư ảnh nhìn chủ nhân bút đại đạo, cười nói, bây giờ muốn trốn sao? Cái đầu heo này, ông nghĩ thế nào vậy? Chủ nhân bút đại đạo. Khí tức của người đàn ông áo đen càng lúc càng mạnh, phong ấn sắp bị phá vỡ. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân, gọi người, nhanh lên, Diệp Quân cau mày lại. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, nhanh gọi người tới, cậu gọi thì không tính là cậu thua, nhanh lên. Diệp Quân lắc đầu, không. Chủ nhân bút đại đạo có phần sốt ruột, con mẹ nó, ta đã nói là không tính là cậu thua, tên này sắp phá phong ấn rồi, một khi phong ấn bị phá bỏ, chúng ta đều phải chết. Diệp Quân nhìn người đàn ông áo đen ở phía xa xa,
không gọi. Ở phía xa, khí tức của người đàn ông mặc áo đen ngồi xếp bằng ở dưới đất bây giờ đã đạt đến mức độ vô cùng khủng bố, chỉ một luồng khí tức đã nghiền ép Diệp Quân với chủ nhân bút đại đạo không thở được. Đây chắc chắn không phải người bây giờ bọn họ có thể đối kháng. Nhìn thấy cảnh tượng này, chủ nhân bút đại đạo run rẩy nói, đồ ngốc, cậu đừng miễn cưỡng nữa, cậu nghe ta nói con người sống ở trên đời, ai dám nói bản thân 100% không dựa vào người khác. Hơn nữa, cô của cậu, ông nội và cha của cậu đều là người của mình, gọi người của mình đó chính là lẽ bất di bất dịch. Cậu có hiểu không? Hai tay của Diệp Quân nắm chặt, gọi nhiều người sẽ có sự ỷ lại, sẽ có thần trong lòng, ta muốn dựa vào bản thân. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, biểu cảm đó giống như không cẩn thận ăn phải phân nhưng ông ta vẫn cố nhịn lại sự buồn nôn trong lòng, tiếp tục khuyên nhủ, cậu nói không sai, gọi nhiều người sẽ có sự ỷ lại. Nhưng mà đó cũng tùy tình hình, cậu xem thử thực lực của người đối diện kia đã vượt qua hơn cậu 10 lần, tình hình này cậu không gọi người đó chính là kẻ khùng đó. Diệp Quân nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo đen đó, ta phải dựa vào bản thân mới được. Cậu được cái quần què. Chủ nhân bút đại đạo nổi, ông ta giận dữ nhìn Diệp Quân, được được, cậu không gọi người vậy cậu kêu cha cậu hồi phục lại sức mạnh đạo pháp cho ta. Nhưng nói trước đây không xem như ta thua, đợi giải quyết xong người trước mặt, chúng ta tiếp tục. Diệp Quân nói, tự ông kêu đi, chủ nhân bút đại đạo giận dữ, kêu cái gì mà kêu. Ta kêu cha cậu, ông ấy đồng ý sao? Nói xong ông ta đột nhiên hối hận, mẹ nó bị thằng ngốc này tức đến đầu óc không bình thường rồi. Ánh mắt của Diệp Quân nhìn chằm chằm người đàn ông áo đen, lúc này ấn ký vạn màu kim dưới người của người đàn ông áo đen đã mở đến trong suốt, lập tức sắp hoàn toàn biến mất, còn khí tức của ông ta còn đang điên cuồng tăng lên, theo sự tăng lên khí tức của ông ta tượng Phật đá sau lưng ông ta đã bắt đầu hơi run chuyển. Sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo vô cùng khó coi, mẹ nó nếu như người thần bí ở trước mặt này hồi phục, ông ta còn không chừng bị sỉ nhục như thế nào nữa. Người thần bí kia đột nhiên cười lớn. Tiếng cười như sấm, động đậy cuồn cuộn, chấn động mọi thứ. Lúc này, chữ vạn dưới thân người đàn ông áo đen đã hoàn toàn biến mất không thấy, người đàn ông áo đen mở mắt lên một luồng khí lên vào lòng người đột nhiên bao trùm lấy trời đất này. Ông ta từ từ đứng dậy nhưng ngay lúc này tượng Phật đá sau lưng ông ta đột nhiên từ từ mở mắt ra, tiếp đến một giọng nói như đến từ năm tháng cổ xưa từ từ vang lên, A-di-đà Phật. Phật mở mắt, dâm. Một đạo Phật pháp khí thức đột nhiên từ trong trời đất tràn ngập ra, hung hăng nghiền ép về phía người đàn ông áo đen đó. Người đàn ông áo đen điên cường cười lớn, mật Phật, ngươi cho rằng ngươi còn nhốt được ta sao? Nói xong, ông ta chợt đứng dậy, cách không trung đấm một đấm về phía chân trời, cú đấm cuồn cuộn tựa như sống trào này tựa như, vô tận mà hủy diệt tất cả. Đạo khí thức Phật pháp kia vậy mà không có cách nào chống lại, bị chèn ép đến liên tục lùi về sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông áo đen điên cồng cười lớn, có chút khùng điên. Thoát khỏi cảnh khốn khó sắp đến. Nhưng ngay vào lúc này, tượng Phật đá đó đột nhiên nhấc tay phải lên, sau đó từ từ hạ xuống trong miệng thầm niệm Phật ngữ cổ xưa, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật Đà U Nam Mô Tăng Ngà, trước yếu la phạt, chấn nhiều mạt ni, ma ha bát đặng mệ, lỗ, để sắt trá. Tùy theo tượng Phật này thầm niệm, một đạo Phật ấn chữ vạn màu vàng đột nhiên lần nữa ngưng tụ lại ở dưới thân của người đàn ông áo đen, chỉ trong nháy mắt một Phật ấn chữ vạn lại lần nữa xuất hiện, tiếp đến một đạo sức mạnh Phật pháp khủng bố từ mặt đất dâng lên sau đó cứ như thế chân áp người đàn ông áo đen. Người đàn ông áo đen đột nhiên trở nên điên loạn, còn có phong ấn. Mật Phật vậy mà người còn giữ lại một đạo phong ấn. Người không phải là người. Hai tay ông ta đập mạnh loạn xạ. Từng đạo lực đại đạo không ngừng đánh vào những lực Phật pháp, nhưng đạo phong ấn đó vẫn tăng lên, sức mạnh của ông ta căn bản không có cách nào dung chuyển những đạo lực Phật pháp đó, mà tượng Phật đá kia còn đang niệm pháp ngữ cổ xưa, úm, bát đạp ma chấn nhiều mặt nị, thuyên hồng. Theo như ông ta niệm, Phật quang của Phật ấn chữ vạn dưới thân người đàn ông áo đen ngày càng rực rỡ, mà nỗi hận với oán khí của người đàn ông áo đen vậy mà cứ bị chấn áp như thế. Bên cạnh Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo nhẹ tiếng nói, tiểu thập chú. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, ông ta liếc nhìn hắn một cái, không hiểu phải không? Muốn biết thì cậu. Diệp Quân nói, mạnh bằng ông nội ta sao? Chủ nhân bút đại đạo. Nơi xa theo sự chấn áp của tượng Phật đá đó, người đàn ông áo đen cuối cùng bị không đỡ nổi, bị chấn áp nằm dạp trên đất, không động đậy,
Mà ở trước mắt ông ta, cơ chiến đó cũng đang điên cuồng chống cứ nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cậu câm miệng lại cho ông đây. Chủ nhân bút đại đạo tức giận chỉ Diệp Quân, cậu cũng không phải thứ tốt gì. Diệp Quân. Hiển nhiên vừa nãy chủ nhân bút đại đạo bị Diệp Quân chọc tức không nhẹ, vì thế tiếp tục nói, còn dựa vào bản thân. Chậc chậc, nói lời này cậu có đỏ mặt không? Từ khi bắt đầu đến bây giờ, cậu có mấy lần dựa vào bản thân? Lần nào, không phải dựa vào người trong nhà cậu giải quyết vấn đề. Ta cũng thay cậu đỏ mặt. Diệp Quân không chút tức giận, bình tĩnh nói. Hành động này của chủ nhân bút đại đạo giống như đánh vào bông gòn, không chút được cơn tức trái lại càng tức hơn. Chủ nhân bút đại đạo quyết định tha cho người không biết xấu hổ này, ông ta nhìn cơ chiến ở nơi xa, lúc này sắc mặt của cơ chiến vô cùng khó coi, bản thân của ông ta đã hoàn toàn bị phong ấn, hơn nữa phong ấn này còn mặt hơn cả lúc trước, lúc này ông ta đã tuyệt vọng. Nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng của cơ chiến, chủ nhân bút đại đạo lại cười lần nữa, đồ lang thang, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải rất điên cuồng sao? Ngươi kêu đi. Đại đạo chói cơ chiến trực tiếp xoay người hung dữ chạy về phía chủ nhân bút đại đạo. Lúc này cơ chiến bởi vì nguyên nhân bản thể bị cưỡng ép chân áp ở dưới phong ấn, thực lực cũng giảm đi nhiều, vì vậy ra tay của ông ta căn bản không thể làm gì được chủ nhân bút đại đạo, trái lại còn bị chủ nhân bút đại đạo đánh đến không ngừng lui. Ánh mắt của Diệp Quân vẫn luôn ở trên người chủ nhân bút đại đạo, nhưng hắn không ra tay bởi vì hắn biết chủ nhân bút đại đạo trông dường như dao. Chiến với cơ chiến thật ra vẫn luôn phòng bị hắn, bởi vậy bây giờ hắn ra tay không còn ý nghĩa gì. Diệp Quân quay đầu nhìn về người đàn ông áo đen trên ấn chữ vạn ở nơi xa, lúc này người đàn ông áo đen đó đã bị trấn áp nằm dạp trên đất, không động đậy hoàn toàn nằm yên. Diệp Quân nhìn về phía tượng Phật đá đó, Phật đá lúc này đã dần hồi phục lại bình tĩnh, hai mắt của nó vẫn còn đang mở, khí tức của nó vẫn còn nghiêm túc trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Mật Phật. Diệp Quân có chút hiếu kỳ, hiển nhiên tượng mật đá này không phải đến từ vũ trụ này. Lúc này chủ nhân bút đại đạo và cơ chiến đó đã dừng lại, bây giờ bọn họ ai cũng không làm được gì ai. Sắc mặt của cơ chiến vô cùng âm trầm khó coi. Chủ nhân bút đại đạo không tiếp tục sỉ nhục cơ chiến mà là quay đầu nhìn về phía tượng Phật đá ở nơi xa, ánh mắt của tượng Phật đá lúc này cũng rơi trên người chủ nhân bút đại đạo. Tượng Phật đá lên tiếng, chủ nhân bút đại đạo, sao ngươi lại sa sút đến như vậy? Mặt của chủ nhân bút đại đạo không biểu cảm, ta tự phong ấn tu luyện đến đây đến tu luyện. Phật đã nói, thì ra là như thế, nhưng, tu vi của ngươi hình như bị người khác phong ấn rồi. Sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo đột nhiên tối sầm, mật Phật, sao ngươi lại đến đây? Tượng mật Phật ở trước mắt đương nhiên không phải bản thể, mà là một tượng Phật điêu khắc phân thân, nhưng lại có sức mạnh Phật pháp vô biên. Mật Phật nói, ta ở lại thân Phật này là vì để trấn áp lão N. Mật Phật, cơ chiến đó đột nhiên gằn giọng, người đã trấn áp ta 80 triệu năm, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Mật Phật nhìn về phía cơ chiến, hận ý chưa tan, oán khí không trừ, đương nhiên không thể thả ngươi ra, nếu không, lại làm hại thế gian. Cơ chiến gằn giọng nói, người phong ấn ta 80 ngàn năm, còn muốn ta không hận, không oán khí. Thật là bư ổn cười, bư ổn cười. Mật Phật bình tĩnh nói, cổ bàn có hậu quả ngày hôm nay thì có nguyên nhân của ngươi ngày xưa, bây giờ đến bước đường này đều do lỗi của ngươi, không? Trách được người khác. Di chỉ của nước cổ thần. Nghe Mật Phật nói thế, chủ nhân bút đại đạo thật sự có chút bất ngờ, bởi vì ông ta không ngờ rằng di chỉ của nước cổ thần lại ở chỗ này. Chuyện này quả thật là một niềm vui bất ngờ. Phải biết lúc trước ông ta cũng đi tìm di chỉ của nước cổ thần, nhưng không tìm được. Nghe chủ nhân bút đại đạo nói thế, Mật Phật nhìn về phía Diệp Quân, ông ấy suy nghĩ một chút rồi nói, cũng là có duyên, vậy cùng đi đi. Diệp Quân chắp tay, đa tạ. Sắc mặt chủ nhân bút đại đạo lập tức sầm lại. Mật Phật nói, đạo huynh, mặc dù nước cổ thần đã bị diệt, nhưng nơi này vẫn hung hiểm vạn phần, bây giờ huynh ở trạng thái như thế này. Phải hết sức cẩn thận. Chủ nhân bút đại đạo nói, yên tâm, chỉ cần ta không muốn chết thì chắc chắn sẽ không chết. Diệp Quân liếc mắt nhìn chủ nhân bút đại đạo, không nói gì. Mật Phật gật gật đầu, chắp tay trước ngực, trong chốc lát, Diệp Quân cùng chủ nhân bút đại đạo đã biến mất, cùng đó là cổ bàn, tất nhiên không phải là bản thể. Nhóm Diệp Quân đi rồi, Mật Phật mới khẽ nói, hy vọng sự xuất hiện của hai người này có thể nghịch chuyển được mệnh số nhân quả của ngươi.
Dứt lời, ông ấy chậm rãi nhắm mắt lại, Phật quang tản đi, lại khôi phục thành tượng đá, đất trời trở về tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn xung quanh, lúc này hắn đã ở trong một cánh đồng hoang vu. Đất trời âm u tối sầm, ngột ngạt cực kỳ, cách hắn không xa chính là chủ nhân bút đại đạo và cổ bàn. Tất nhiên cổ bàn vẫn còn chút mê man, rõ ràng gã cũng không ngờ mật Phật cũng truyền tống gã đi. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, lại nhìn cổ bàn, không biết đang nghĩ gì. Diệp Quân nắm chặt lấy kiếm, cũng không nói gì, chỉ yên lặng chữa thương. Từ đầu đến giờ hắn sở dĩ không ra tay cũng là vì đang bị thương, bây giờ thương thế của hắn đã khôi phục 6-7 phần rồi, nhưng vẫn chưa đủ, hắn phải hồi phục hoàn toàn thì mới có thể giết chết tên chó đại đạo này được. Chủ nhân bút đại đạo đưa mắt nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào nơi xa xăm, nơi đó có một miệng giếng, một sợi dây xích sắt to to như cây cột quấn lấy thân giếng, còn một đầu khác thì đâm xuống miệng giếng. Ba người không hẹn mà cùng đi về phía chiếc giếng kia. Lúc đến gần mới phát hiện giếng này thật ra rất lớn, rộng chừng mấy chục trượng, miệng giếng có hình bát quái, xích sắt cực kỳ thô to, quấn chặt quanh thân giếng, mà bên trên miệng giếng còn có một tấm bia đá, trên bia có ba chữ cổ. Chủ nhân bút đại đạo liếc mắt nhìn chữ cổ trên mặt bia, mí mắt giật lên, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Ánh mắt của Diệp Quân cũng rơi vào tấm bia đá kia, nhưng hắn đọc không hiểu, chữ trên đó là văn tự của một nền văn minh hắn chưa từng gặp. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, vẻ mặt ông ta bình tĩnh. Diệp Quân thu hồi ánh mắt, không nói lời nào. Ngươi không động thì ông đây cũng đứng yên luôn. Hiện tại tuy thực lực hắn không yếu, nhưng hắn biết rõ nơi này không bình thường, phải vô cùng cẩn thận, không thể có bất kỳ sự sơ suất nào, chỉ lơ là một cái thôi thì khả năng cao sẽ lật thuyền. Mà gỗ bàn lại đi tới trước cái giếng kia, lúc đến sát miệng giếng thì cúi đầu nhìn xuống, một khắc sau. Trong mắt gã chợt co rụt lại, vừa định lùi về sau thì đúng lúc này, có một cái tay đột nhiên vụt ra từ trong giếng, nhanh như sét đánh chụp lấy cần cổ bàn muốn kéo gã thẳng xuống. Sắc mặt cổ bàn lập tức tái đi, hai tay chống lấy miệng giếng, điên cuồng vận dụng khí tức trong người để chống lại. Nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo không hề có sự bất ngờ. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, bây giờ chúng ta liên thủ thì chắc chắn có thể giết gã. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, khó tin nói, chủ nhân bút đại đạo, sao ông có thể đê tiện đến vậy? Thứ gặp trái hôi của như ông ta không dám làm đồng loại đâu. Lời của hắn nói rất lớn, cổ bàn bị tướng ở phía xa nghe rất rõ. Chủ nhân bút đại đạo. A, à, xa xa, cổ bàn đột nhiên gầm lên đầy giận dữ, ngay sau đó, hai tay gã đột nhiên đánh mạnh vào trong miệng giếng một cái. Âm ầm. Một tiếng nổ vang lên, cổ bàn lập tức tránh thoát được cái tay kia rồi liên tục thối lùi về sau, mà cái tay trong miệng giếng cũng cố vươn theo ra, lao đến cổ bàn, nhưng một khắc sau, xích sắt rung lên kịch liệt, mạnh mẽ kéo ngược nó về trong giếng. Chẳng mấy chốc, trong giếng truyền đến tiếng gầm gừ không cam lòng. Chủ nhân bút đại đạo liếc mắt nhìn cổ bàn đang nổi giận, ngu xuẩn, hắn đang cố ý gây xích mích ly gián, hiểu không? Cổ bàn lạnh lùng liếc nhìn chủ nhân bút đại đạo, sau đó lại nhìn sang Diệp Quân, hai người các ngươi đều không phải hạng tốt lành gì. Diệp Quân đột nhiên n không. Chó đại đạo, ông có biết lai lịch của cái giếng này? Ăn nói đàng hoàng. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi có giáo dưỡng không? Hả? Cổ bàn đột nhiên nói, ta cảm thấy hắn gọi ngươi là chó cũng không có vấn đề gì, ngươi còn chó hơn cả chó mài. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn về phía cổ bàn, ông đây muốn vả ngươi lâu lắm rồi. Cổ bàn khinh thường nói, chỉ với ngươi. Chủ nhân bút đại đạo chừng gã một cái, sau đó nhìn về cái giếng cổ kia, ông ta đi đến, hơi thở ở trong giếng vẫn đang sao động, xích sắt không ngừng rung lên. Chủ nhân bút đại đạo đi tới bên mép giếng, ông ta nghiêng người nhìn, nhưng chẳng mấy chốc đã thối lui về sau, khẽ nói, xích tỏa thần. A. À. Bên trong miệng giếng đột nhiên vang lên một giọng nói, ngươi là ai, sao lại biết xích tỏa thần này? Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào miệng giếng, sao xích tỏa thần lại xuất hiện ở đây? Người trong giếng cả giận nói, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có cùng một phe với bọn họ không? Á ái! Chẳng mấy chốc, xích sắt kia rung lên dữ dội, từng luồng khí thế mạnh mẽ không ngừng tuôn ra từ tổng giếng, nhưng lại bị một sức mạnh thần bí gắt gao đè lại.
Chủ nhân bút đại đạo lạnh nhạt nói, ngươi có từng nghe đến chủ nhân bút đại đạo chưa? Chưa từng nghe. Người trong giếng nói, là thứ gì? Sắc mặt chủ nhân bút đại đạo lập tức đen kịt lại, đáng đời bị giam. Nói xong, ông ta đi về phía xa. Diệp Quân liếc mắt nhìn cái giếng kia, thầm thấy tiếc, kiếm Thanh Huyên còn dùng được thì hắn chắc chắn đã có thêm một trợ thủ siêu cấp rồi. Nhưng cả ba đều có chung một suy nghĩ. Chủ nhân bút đại đạo, chờ ông đây khôi phục thực lực, hai bọn bây chỉ là gà con chip chip thôi. Cổ Bàn, chờ ông đây khôi phục thực lực, hai bọn bây chỉ là run rế. Diệp Quân, chờ ông đây gọi được cha đến, hai người đi đầu thai liền. Đi được một đoạn, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên cười nói, tên khốn kia, có phải rất tò mò về nước cổ thần và xích tỏa thần đúng không? Diệp Quân bình tĩnh đáp, không tò mò. Chủ nhân bút đại đạo cười ha ha, nào nào, để ta phổ cập miễn phí cho, biết xích tỏa thần đến từ đâu không? Diệp Quân không nói lời nào. Chủ nhân bút đại đạo nói, xích tỏa thần đó cũng đến từ giao điểm hư chân. Diệp Quân nhíu mày lại. Chủ nhân bút đại đạo liếc mắt nhìn Diệp Quân, cười nói, có phải là bắt đầu tò mò rồi không? Ha ha! Diệp Quân nói, mạnh lắm à? Chủ nhân bút đại đạo nói, giết người thì dễ như trở bàn tay. Diệp Quân hỏi, có mạnh hơn cô ta không? Chủ nhân bút đại đạo. Cổ Bàn đột nhiên nói, cô của ngươi mạnh lắm à? Diệp Quân liếc mắt nhìn gã rồi nói, đánh chết tên chủ nhân bút đại đạo này dễ như trở bàn tay. Cổ Bàn cười nhạo, đó không phải là chuyện rất đơn giản à. Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía xa, cuối tầm mắt là một dòng sông rộng mấy trăm trượng, không nhìn thấy đầu đuôi. Diệp Quân nhìn về phía dòng sông kia, nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện thần thức của mình không thể tiếp cận được dòng sông kia. Chủ nhân bút đại đạo khẽ nói, đây là sông đại đạo trong truyền thuyết. Nước cổ thần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Cổ Bàn rất tò mò. Nhưng không hỏi. Diệp Quân cũng không hỏi. Ai cũng không muốn để cho chủ nhân bút đại đạo khoe mẽ. Chủ nhân bút đại đạo nhìn hai người một cái, biết sông đại đạo là gì không? Chủ nhân bút đại đạo quắc mắt chừng Diệp Quân, chỉ hận không thể vặt đầu thằng lòi con này xuống. Hở ra là gọi người với trả nhà, cái này đã không còn là vô liêm sỉ nữa mà là lười chảy thây luôn rồi. Không được. Sau này nó mà không còn thấy áy náy gì khi cầu cứu nữa thì ai đỡ nổi nó. Mà hắn còn ghét ông ta như vậy, người đầu tiên hắn muốn diệt sẽ chính là ông ta. Đệt mẹ nó, ván này phải thắng, ông ta nhìn sông đại đạo như có điều suy nghĩ. Ưu thế của ông ta bên ngoài không còn nữa, chỉ có nơi đây là cơ hội lật ngược tình thế cuối cùng. Cổ Bàn hết nhìn hai người một lượt rồi cũng đăm chiêu quan sát dòng sông với vẻ tò mò, sau đó dần trở nên nghiêm túc. Diệp Quân thì ngược lại, vì không cảm nhận được khí tức của con sông nên không biết nó có thật sự đáng sợ như chủ nhân bút đại đạo nói không. Mặt sông tĩnh lặng như vật chết, lại toát ra sự kỳ lạ khi thần thức chỉ cần mon men đến gần là sẽ biến mất. Diệp Quân, ê chủ nhân bút đại đạo, ông nói trong này có 3.600 đại đạo, cái nào cũng đã tiếp cận chân được 9 phần. Vậy cả con sông này là bảo vật à? Chủ nhân bút đại đạo, là đế khí. Diệp Quân lặp lại. Đế khí. Chủ nhân bút đại đạo hiếm khi không mỉa mai hắn, thần vật cao cấp nhất trong thời không dưới điểm giao hư chân, mà cho dù ở điểm giao hư chân thì cũng xem như vô địch. Diệp Quân tò mò, vậy tại sao nó lại ở đây? Với xem ra thì giống như nó đang bị nhốt thì đúng hơn. Chủ nhân bút đại đạo, không phải bị nhốt, mà là bị đánh nát. Diệp Quân ngạc nhiên. Cổ Bàn nhíu mày. Chủ nhân bút đại đạo cười nhạt, hai người không nhìn ra chứ gì. Diệp Quân quyết định không gây sự, chỉ gật đầu. Chủ nhân bút đại đạo cũng không gây hấn mà chỉ vào con sông, 3.600 đại đạo bên trong nó đã bị đánh nát, hầu như đang ngủ say, giờ nó chẳng làm được cái tích sự gì cả. Diệp Quân, nhưng chữa được đúng không? Chủ nhân bút đại đạo sao lại không biết hẳn đang nghĩ gì, muốn thu phục nó à? Mơ đi! Diệp Quân, thì ta nói cha ta làm. Chủ nhân bút đại đạo sướng ngắt. Ánh mắt của Cổ Bàn đi từ Diệp Quân sang con sông, không biết đang nghĩ gì. Diệp Quân lại tò mò, ông biết ai đánh nát nó không? Chủ nhân bút đại đạo, không. Nhưng khi hắn nhìn sang, ông ta lại nói, dòng sông đại đạo là một trong những đế khí hộ quốc của nước cổ thần. Lấy sức mạnh của bọn họ, dưới tam kiếm chỉ có duy nhất một người có thể vừa diệt quốc, vừa biến con sông thành ra như thế này.
Diệp Quân, là ai? Chủ nhân bút đại đạo, ta. Diệp Quân. Cổ bàn im lặng nãy giờ cũng không nhìn được mà mỉa mai, ngươi. Nực cười, ngươi thì khác gì bị thịt đâu chứ. Chủ nhân bút đại đạo vứt sang một ánh mắt lạnh lùng, nhưng không cãi lại mà chỉ hỏi, tên khốn kia, ngươi có muốn thu phục nó không? Diệp Quân quả quyết lắc đầu. Hắn muốn chứ nhưng rõ ràng bây giờ hắn không thể, chưa kể ông ta hỏi như vậy rõ ràng là đang muốn chơi hắn. Chủ nhân bút đại đạo, nếu ngươi muốn thì ta có thể giúp. Dù sao thì bây giờ tình trạng nó như thế này cũng dễ đối phó. Diệp Quân trở mặt ngay, chơi luôn. Cổ bàn nhìn qua lại giữa hai người, trong lòng thầm hỏi đang làm cái quái gì vậy? Bỗng sực nhớ ra gì, gã lên tiếng nhắc nhở, thần vật này bản thân nó tự có nhân quả, lại bị người khác đánh nát nên càng có thêm nhân quả. Hai loại nhân quả trong một thứ, ông ta đang cho ngươi tai họa chứ chẳng phải thần vật gì đâu. Không phải gã ngứa mắt Diệp Quân mà là ngứa mắt chủ nhân bút đại đạo nên mới nói. Diệp Quân chỉ cười, kệ nớ. Cổ bàn lắc đầu, ngu xuẩn. Diệp Quân không sừng cổ lại. Chủ nhân bút đại đạo cười cười, đi tiếp đi, xem chỗ này có gì. Rồi nhấc chân đi tới. Diệp Quân đi theo. Tiểu Tháp lên tiếng, thứ này rất kỳ quặc, trực giác của ta nói nó nguy hiểm lắm, ngươi có chắc ngươi muốn nó chứ? Diệp Quân, ta không muốn. Tiểu Tháp, vậy ngươi còn? Diệp Quân không giải thích. Ba người lại đi tiếp, thấy mấy ngàn cường giả mặc giáp đen đứng nghiêm trang trước một đại điện, ai nấy đều là những pho tượng không còn hơi thở. Cả ba chỉ nhìn họ một chút rồi đi tiếp, không ai nói gì, chỉ hướng về phía đại điện. Đến gần, họ phát hiện các binh lính đã không còn thần hồn, chỉ còn lại thân xác và đôi mắt mở trừng trừng ngập chiến ý. Chủ nhân bút đại đạo thì thầm, thuật rút hồn. Rồi dở giọng mỉa mai, ta ngày nào cũng phải vắt óc đánh với ngươi, lấy đâu ra thời gian sức lực đi lo chỗ khác. Mẹ, ở chỗ này giết bị tách rời khỏi vũ trụ luôn. Diệp Quân, nếu không phải ông tối ngày cứ nhằm vào ta thì bây giờ ta không vô địch thế gian thì cũng có thể đánh mấy chiêu với cha rồi. Chủ nhân bút đại đạo cười khẩy, về mơ tiếp đi. Rồi nhíu mày nhìn ngôi đại điện, nơi này có gì đó không đúng. Ông ta không biết một nền văn minh quá yếu thì là chuyện thường. Nhưng không biết một thế lực đã tiêu diệt cả nước cổ thần thì lại bất thường. Lần đầu tiên ông ta không nắm được đại cục trong tay. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Diệp Quân thấy chủ nhân bút đại đạo nghiêm mặt thì cũng đề phòng. Hắn nhìn ra được ông ta không biết cổ thần bị ai diệt quốc, hay nói cách khác là không biết về một người hoặc một nền văn minh hùng mạnh nào đó. Cổ bàn nhìn xung quanh, tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng cũng đang âm thầm đề phòng. Gã cũng nhận thấy nơi này bất thường. Từ miệng giếng đến con sông đại đạo hai nơi này đều vô cùng kỳ quặc và nguy hiểm. Sự tự tin của gã cũng giảm đi từng chút một. Nhưng cả ba người vẫn tỏ ra mình nắm được mọi việc trong tay, không chịu yếu thế. Chủ nhân bút đại đạo đi về phía đại điện. Diệp Quân lại dừng bước nhìn mấy pho tượng, thở dài nói, bọn họ chết rồi mà còn phải phơi nắng gió ở đây, ta không đành lòng chút nào. Rồi vung tay thu hết vào nhẫn. Diệp Quân, ta sẽ an táng cho họ chu đáo. Cổ bàn nhíu mày, ăn no rừng mỡ à? Chủ nhân bút đại đạo, nó muốn lột giáp của họ thôi. Nghe vậy, cổ bàn lập tức giận tím mặt, không nghĩ nhiều đã đột nhiên đấm một quyền về phía chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo bây giờ đã không còn sợ gã, giơ tay lên đấm lại một quyền sang. Âm ầm, hai người đồng thời thối lui liên tục. Sau khi cổ bàn dừng lại, gã nhìn chân chân vào chủ nhân bút đại đạo, sớm muộn gì ông đây cũng giết chết ngươi. Chủ nhân bút đại đạo khinh thường nói, chỉ với mỗi ngươi à. Sắc mặt cổ bàn cực kỳ khó coi, mẹ kiếp, giờ khắc này gã thật sự hận. Nếu bản thể có thể thoát ra ngoài thì há có chuyện phải ngậm cục tức này. Đều do mật Phật kia. Chủ nhân bút đại đạo lạnh lùng liếc mắt cổ bàn, so với tên cổ bàn này, ông ta đột nhiên cảm thấy Diệp Quân. Không đúng. Đờ mờ không có đứa nào tốt lành hết. Ba người lại đi về phía tòa cung điện kia, lúc đi đến trước đại điện, chủ nhân bút đại đạo nhìn lên trên cổng chính của điện, chợt nhíu mày. Ánh mắt Diệp Quân cũng rơi vào phía trên cánh cổng kia, ở đó có khắc ba chữ cổ. Không hiểu. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo không nói gì, ông ta khẽ đẩy một cái, cửa đại điện chậm chạp hé mở. Một đám bụi không biết đã đọng lại được bao nhiêu năm tháng chợt phả vào mặt. Chủ nhân bút đại đạo phất tay áo lên,
đám bụi lâu năm kia lập tức biến mất. Chủ nhân bút đại đạo nói, tên khốn kia, biết người đàn ông trước mắt này có cảnh giới gì không? Ít nhất phải là gần 7 phần chân, người yếu hơn ông ta quá nhiều, sao nó xem trọng ngươi được? Diệp Quân nhìn về phía thanh kiếm kia, kiếm dài khoảng 3 thước, thân kiếm tản ra u quang nhàn nhạt, nơi chuôi kiếm có một vòng xoáy màu xanh đậm, bên trong tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sao trời, trông rất đẹp mắt. Diệp Quân có hơi tò mò. Chủ nhân bút đại đạo nói, đây là một trong 4 thanh kiếm nổi tiếng của nước cổ thần U Tuyền, bên trong thanh kiếm này chứa cả một hệ vũ trụ, người sở hữu nó có thể mượn sức mạnh sao trời của vũ trụ đó, tuy vẫn còn kém xa đế khí, nhưng cũng thuộc đẳng cấp tiên khí, xếp vào bảo vật hạng 2 ở vũ trụ này. Diệp Quân cười nói, xem ra ông rất hiểu biết về đất nước này. Chủ nhân bút đại đạo cũng cười, không phải là ta hiểu biết nhiều, mà là do các ngươi nông cạn, tất nhiên ta cũng hiểu cho, dù sao hai người đều là gà con. Mới nở, chưa từng va chạm xã hội. Cổ Bàn nhìn chòng chọc vào chủ nhân bút đại đạo, suýt nữa đã không nhịn được mà ra tay đánh người. Diệp Quân cũng không hơn thua với chủ nhân bút đại đạo, hắn đưa mắt nhìn thanh kiếm kia, mặc dù rất tò mò nhưng cũng không quá để trong lòng lắm. Dù sao hắn đã có thanh huyên rồi. Thấy Diệp Quân không đốt chát lại, chủ nhân bút đại đạo thấy hơi nhàm chán, ông ta nhìn về phía thanh kiếm, cười bảo, thanh kiếm nhà ngươi dù cấp bậc không thấp, nhưng chung quy lại cũng chỉ thế thôi, giống như tên mặc đồ đen nào đó, có chút thực lực thì tưởng mình là bá chủ thiên hạ, đâu ngờ bản thân chỉ là một đống cc. Lần này Cổ Bàn không thể nhẫn nhịn nữa, gã giơ tay tung một quyền về phía chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân thấy mà tê cả đầu, bởi vì hai tên này bây giờ không ai đánh hơn ai cả, đúng là hắn từng nghĩ đến việc liên thủ với Cổ Bàn để đánh chết chủ nhân bút đại đạo, nhưng hắn biết khả năng này cực kỳ nhỏ. Bởi vì Cổ Bàn không thật sự tin tưởng hắn, chủ nhân bút đại đạo và Cổ Bàn mặc dù đang giao thủ, nhưng cả hai đều đang phòng bị hắn, chỉ lo hắn đột nhiên đâm ra một kiếm. Hai người vừa đánh nhau, cả tòa đại điện đã bị đánh sập, Diệp Quân chỉ ngồi xuống một bên, nhìn hai người chí chóe. Diệp Quân quan sát xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng trên mặt đất, người này không để lại bất kỳ tia thần hồn hay ảo ảnh nào, ngay từ đầu người này đã bị rút hồn phách, có thể nói là đã hồn phi phách tán. Nước cổ thần. Diệp Quân nhíu chặt mày lại. Hắn biết chủ nhân bút đại đạo đến nơi này chắc chắn là vì muốn lấy được thứ gì đó. Cuộc tranh giành đại đạo giữa hắn và chủ nhân bút đại đạo vẫn còn chưa kết thúc. Tiểu Tháp đột nhiên nói, nhóc con, nơi này rất quỷ dị. Lúc này, thanh kiếm U Tuyền kia đột nhiên khẽ rung rồi bay lên, đến trước mặt chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo lập tức khua tay chặn lại, ông đây không tu kiếm, đừng có theo ông. Kiếm U Tuyền khẽ run lên, sau đó lại bay đến trước mặt Cổ Bàn lập tức giơ chân đá, cút. U Tuyền bị đá bay. Nó vẫn không cam lòng, lại bay về chỗ chủ nhân bút đại đạo, nhưng vẫn bị ông ta từ chối. Cuối cùng, sau nhiều lần bị chủ nhân bút đại đạo và Cổ Bàn từ chối nhiều lần, nó không thể làm gì hơn, phải bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhìn kiếm U Tuyền trước mặt, không nói gì mà lấy kiếm Thanh Huyên ra, công năng của Thanh Huyên vẫn còn, chỉ là không thể dùng mà thôi. Diệp Quân đưa kiếm Thanh Huyên đến trước mặt U Tuyền, không nói một lời, như đang im lặng chứng minh rằng. Xem đi, ta có thứ tốt hơn mi nhiều. U Tuyền. Diệp Quân thu kiếm về rồi bước đi. Thật ra thanh kiếm U Tuyền này rất tốt, cũng có một sự trợ giúp rất lớn đối với hắn hiện tại, thế nhưng hắn luôn tin rằng giữa người và kiếm có duyên phận, ban đầu kiếm đã không nhìn lọt mắt hắn, mà bây giờ phải bất đắc dĩ tìm đến thì cũng chỉ là cưỡng cầu, không nhận thì tốt hơn. Kiếm muốn nhận, nhưng Diệp Quân không còn muốn nữa. Kiếm cũng giống vợ, không thích chính là không thích. Đừng bao giờ thuận theo tạm bợ, nếu không trước sau gì cũng bị cắm sừng. Ba người bỏ qua U Tuyền, tiếp tục tiến lên. Phía xa, chủ nhân bút đại đạo nói, sợ nhân quả không? Diệp Quân đáp, không sợ. Đây là cơ hội nghìn năm có một của ông ta. Lần này nếu thất bại nữa thì sau này ông ta không thể quấy rầy tên khốn này nữa, không chỉ thế mà còn phải giúp đỡ tên khốn thành lập trật tự. Vừa nghĩ đến trường hợp này thôi ông ta đã khó chịu đến mức muốn chết quách đi. Cổ Bàn lạnh lùng nhìn Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo, gã cũng có suy nghĩ riêng. Chỉ cần bản thể được thả ra, một tay gã cũng có thể giết chết hai con sâu bọ này, nhất là cái thứ tên chủ nhân bút đại đạo kia, không chỉ phải giết chết mà còn phải đày đọa hành hạt. Chỉ cần bản thể được thả ra,
Cổ Bàn ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi, ánh mắt của gã dần trở nên quyết đoán, gã biết, đây là cơ hội duy nhất của mình. Vui đúng lúc này, phía sau ba người đột nhiên có một tiếng kiếm reo lên. Ba người dừng bước, xoay người, chỉ thấy thanh u tuyển kia đã hóa thành một luồng kiếm quang ánh sao chém mạnh về phía Diệp Quân. Hả? Diệp Quân thấy thế thì hoang mang luôn, chuyện đếch gì vậy? Chủ nhân bút đại đạo cười gắn. Diệp Quân vung tay chém kiếm ra. Ầm. Thanh kiếm u tuyển kia lập tức bị đánh bay, nhưng vừa dừng lại thì nó đã rung lên bần bật, sau đó lại mang theo một luồng sức mạnh sao trời khủng bố chém thẳng về phía Diệp Quân. Lúc này, đất trời như thể đã biến thành một dãy ngân hà. Kiếm vực, Diệp Quân hơi kinh ngạc, thanh kiếm này lại còn biết tạo kiếm vực. Diệp Quân lại lần nữa đâm kiếm ra, thanh u tuyển kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, tuy nó rất mạnh nhưng hiển nhiên không thể đọ lại được với Diệp Quân, dù sao nó cũng chỉ là một tiên khí chứ không phải đế khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 158.